Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 162. Lần này dĩ nhiên cô ta sẽ không phạm phải sai lầm nữa. Bây giờ rời khỏi nhà họ Tần thì còn có cơ hội sống, nếu không đợi chiến tranh kết thúc. Lúc đó nhà họ Tần hoàn toàn sụp đổ. Cô ta không muốn làm vật hy sinh. Vì cách đây không lâu cô ra đã biết được một tin tức, bên đế quốc không chỉ có các gia tộc lớn như Vũ tộc và tộc Thái Cổ giúp đỡ, mà Ô tộc lúc đầu vốn giúp đỡ nhà họ Thiên cũng đã quay sang đế quốc. Có thể nói nhà họ Thiên bị diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi Tần Tuyết rời đi, cả Tần Phủ chỉ còn lại Tần Vân. Tần Vân chậm rãi đứng dậy, đi tới nhà thờ tổ của nhà họ Tần, nhìn các linh bài, ông ta lặng thinh một lúc rồi mới chậm rãi quỳ xuống nói, Tần Vân, một đứa bất tài đã khiến tổ tiên nhà họ Tần phải hổ thẹn rồi. Tần Vân. Ngay lúc này một giọng nói vang lên từ phía sau Tần Vân. Người đến là đại thiếu gia nhà họ Quân Quân Khâm. Vẻ mặt gã hiện giờ lộ ra vẻ mừng rỡ. Quân Khâm đi vào nhà thờ, nhìn Tần Vân già nua, cười nói, ông thế mà lại muốn đánh cược lớn vào Diệp Quân, đây thật sự là điều ta không ngờ tới. Tần Vân không cảm xúc, sản nghiệp của nhà họ Tần ta đều đã thuộc về nhà họ Quân ngươi, ngươi còn muốn gì nữa? Quân Khâm quay đầu nhìn xung quanh, sau đó cười nói, ta vừa mới thu nhận một tiểu thiếp, nhưng cô ta không có chỗ ở, nhà thờ tổ của nhà họ Tần rất đẹp, rất thích hợp. Tần Vân nhìn chằm chằm Quân Khâm, xem ra ngươi muốn diệt cỏ tận gốc. Quân Khâm cười nói, ông đoán đúng đấy, vốn dĩ ta không có ý đó, nhưng cha ta nói nếu đã có thù thì nhất định phải diệt trừ tận gốc để sau này không phải hối hận. Thế nên hôm nay ta đến đây để tiễn đưa ông cụ Tần Quy Thiên. Tần Vân đứng dậy đi đến một bên rồi ngồi xuống, nhắm mắt lại, các ngươi chắc chắn Diệp công tử sẽ thua sao? Ha ha! Quân Khâm bật cười lớn. Ta biết trong lòng ông vẫn còn ôm hy vọng, ta nói cho ông biết, cách đây không lâu ta nhận được tin tiên tổ đế quốc đã xuất hiện. Thử hỏi mà xem cho dù Diệp Quân mạnh đến đâu cũng có thể mạnh hơn tiên tổ đế quốc sao? Nếu ta đoán không lầm thì bây giờ có lẽ hắn đã đi đầu thai rồi. Ha ha! Tần Vân không nói gì nữa, người nhà họ Tần rời đi đã khiến ông ta lạnh lòng, bây giờ giải thoát cũng không phải là chuyện xấu với ông ta. Ông ta siết chặt hai tay. Thân xác và linh hồn bị thiêu đốt. Nhưng ngay lúc này, ông ta bỗng nhìn ra ngoài đại điện, lúc nhìn thấy một kiếm tu thiếu niên, ông ta sững sờ. Kiếm tu thiếu niên đó chính là Diệp Quân. Quân Khâm cũng cảm nhận được ánh mắt của Tần Vân, gã xoay người nhìn lại, khi nhìn thấy Diệp Quân, gã cau mày. Vì gã chưa từng gặp Diệp Quân, vì thế nên cũng không nhận ra hắn. Quân Khâm nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi là ai? Diệp Quân không thèm trả lời, hắn chậm rãi đi tới trước mặt Tần Vân trông có vẻ già nua, không biết bao nhiêu tuổi trước mặt, mỉm cười nói, ông cụ Tần, lại gặp nhau rồi. Tần Vân thật sự không dám tin vào mắt mình, ông ta run rẩy đứng dậy, rung giọng nói, Diệp, ngươi, là thật sao? Diệp Quân cười nói, đương nhiên rồi. Nước mắt của Tần Vân bỗng dưng tuôn rơi, nức nở nói, Tần Vân, bái kiến viện trưởng, dứt lời. Ông ta quỳ xuống. Nhưng ngay sau đó, ông ta đã được một sức mạnh dịu dàng đỡ dậy. Diệp Quân mỉm cười nói, người nhà với nhau, không cần phải khách sáo như thế. Viện trưởng. Quân Khâm ở bên cạnh nhướng mày, gã nhìn chằm chằm Diệp Quân, viện trưởng gì cơ? Diệp Quân cười nói, đương nhiên là viện trưởng của thư viện này rồi. Nghe thấy thế, Quân Khâm nhíu mày, ngay sau đó, dường như nghĩ đến điều gì. Còn người gã bỗng co lại, sợ hãi nói, ngươi. Ngươi là Diệp Quân. Diệp Quân gật đầu, phải. Quân Khâm liên tục lùi về sau như thấy ma, ngươi. Ngươi, ngươi, chẳng phải ngươi đã chết trên chiến trường sao? Diệp Quân vung tay. Hai thị vệ mặc kim giáp xuất hiện trong đại điện, thấy hai thị vệ này, Quân Khâm nhất thời hoảng hốt, ngươi. Cấm vệ đế quốc, không ngờ các ngươi lại đầu hàng Diệp Quân, các ngươi làm thế là phản quốc. Không sợ bị Chu Di cửu tộc sao? Một thị vệ tiến lên tát gã một cái. Chát! Quân Khâm bị đánh ngã xuống đất. Thị vệ lạnh lùng nói, bây giờ Diệp công tử là chủ nhân của đế quốc. Câu nói này như sét đánh bên tai Quân Khâm. Lúc này, cuối cùng gã đã hiểu. Đế quốc thua trận rồi. Xong rồi.
Khi nghe thấy tin tức này, Tần Vân ở bên cạnh lại bắt đầu nước mắt đầm đìa. Thị vệ kéo Quân Khâm đi như kéo một con chó chết. Lúc này, Quân Khâm bỗng nói, viện trưởng Diệp, ta muốn tố cáo. Diệp Quân xoay người nhìn về phía Quân Khâm vội nói, ta muốn tố cáo cha ta, tất cả những chuyện này đều là cha ta bắt ta làm, không liên quan đến ta. Diệp Quân bình tĩnh nói, người đúng là có hiếu. Quân Khâm vội dập đầu, viện trưởng Diệp, ta sẵn lòng gia nhập thư viện Quan Huyên, mong cho ta có một cơ hội sửa đổi. Diệp Quân vung tay, thị vệ kia lập tức kéo gã đi. Diệp Quân mỉm cười nói với Tần Vân, cười khẽ nói chuyện thư viện đi. Tần Vân vội lấy ra một chồng sổ dày, ông ta mở sổ, sau đó bắt đầu báo cáo, thư viện có diện tích 3.600.000 mẫu, có 6.720 tòa đại điện, đều nằm trên những đỉnh núi độc lập, cơ sở hạ tầng trên mỗi một ngọn núi đều vô cùng đầy đủ. Nói đến đây, ông ta dừng lại một lát, sau đó nói, ta có suy nghĩ thế này, đãi ngộ của đạo sư nhất định phải vô cùng tốt, chỉ khi đạo sư có đãi ngộ tốt, chúng ta mới có thể chiêu mộ được những đạo sư ưu tú, chỉ có đạo sư ưu tú mới có thể thu hút được học sinh. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Quân. Diệp Quân gật đầu, ý tưởng này của ông không tệ. Tần Vân thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục nói, kế hoạch bước đầu của ta là chiêu mộ đạo sư trên toàn quốc, đạo sư không chỉ cần mạnh về thực lực mà đạo đức cũng phải đạt chuẩn, đương nhiên cần phải tốn rất nhiều chi phí. Diệp Quân nói, ông không cần phải lo lắng vấn đề tiền bạc. Tần Vân gật đầu rồi nói tiếp, Diệp công tử, cậu còn phải tìm một người có tiếng tăm nữa. Diệp Quân nhìn về phía Tần Vân trầm giọng nói, Diệp công tử, đế quốc thật sự rất rộng lớn, dân số tận nghìn tỷ người. Mà nhà họ Tần chúng ta đừng nói là toàn bộ đế quốc, thậm chí ở thành Ung Nhung cũng không có ảnh hưởng gì, vì thế ta làm chuyện này sẽ có rất nhiều cản trở, cũng sẽ không có ai hưởng ứng cùng ta. Nếu có một người có tiếng tăm đứng ra làm chuyện này thì sẽ có rất nhiều thế gia tông môn ủng hộ. Lúc này mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. Ông ta biết với ông ta và nhà họ Tần bây giờ, đây là một cơ hội nghìn năm có một, vì Diệp Quân đã nắm trong tay toàn bộ đế quốc rồi. Nhưng ông ta biết rõ mình không có năng lực cai quản toàn bộ đế quốc, khỏi nói đến đế quốc, việc quản lý toàn bộ thành Ung Nhung cũng rất vất vả. Thay vì sau này mình bị thay vì không đủ năng lực thì không bằng thừa dịp này chủ động nói ra, như vậy tình cảm của mọi người vẫn sẽ còn đó. Con người quan trọng nhất là phải nhận rõ năng lực của mình, tốt nhất đừng cố làm chuyện vượt qua khả năng. Diệp Quân hơi ngạc nhiên trước đề nghị của Tần Vân, hắn nhìn ông ta, mỉm cười nói, ý tưởng của ta là mở thư viện tại toàn bộ các đốc tỉnh của đế quốc, sau đó mở một tổng viện ở đế đô. Cũng không được xem là tổng viện mà chỉ là tổng viện của đế quốc thôi, đến lúc đó sẽ xây một nội các quản lý tất cả thư viện, ta sẽ giữ cho ông một vị trí. Lần này Tần Vân không từ chối nữa, ông ta vội quỳ xuống, run rẩy nói, đa tạ viện trưởng. Diệp Quân đỡ ông ta dậy, sau đó nói, ông có muốn tiến cử ai phù hợp không? Tần Vân trầm giọng nói, thống đốc Tang Hàn. Tang Hàn. Diệp Quân híp mắt, lúc ở thiên vực. Tang Hàn cũng không có mắt, sau đó hắn nghe ngóng mới biết Tang Hàn đã rời đi rồi. Diệp Quân im lặng một lát rồi nói, chuyện tìm người ta sẽ xử lý, thư viện thành Ung Nhung là thư viện đầu tiên mà ta thiết lập, vì vậy phải xây dựng một cách hoàn hảo. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, một quyển Quan Huyên Pháp chậm rãi bay đến trước mặt Tần Vân, đây là Quan Huyên Pháp, nòng cốt của thư viện Quan Huyên chúng ta. Ta biết bước đầu khi xây dựng thư viện chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề, có một vài vấn đề phải giải quyết bằng võ lực. Nói đến đây, hắn vung tay, 12 thị vệ kim giáp xuất hiện. Diệp Quân lên tiếng, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ sẽ nghe lệnh ông. Tần Vân vội cung kính nói, thuộc hạ đã hiểu. Diệp Quân gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sau khi thấy Diệp Quân đi, Tần Vân bật cười, cười một lúc thì nước mắt lại tuôn rơi. Phủ Tổng Đốc. Hôm nay Phủ Tổng Đốc vô cùng vắng vẻ, tất cả mọi người đều đã bị Tang Hàn điều đi. Tang Hàn đang ngồi trong viện đọc một quyển cổ tịch. Một tiếng bước chân bỗng vang lên từ bên cạnh. Tang Hàn đóng cổ tịch lại, nhẹ giọng nói, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Người đó chính là Diệp Quân. Diệp Quân đi tới ngồi xuống ở chỗ cách Tang Hàn không xa, cười nói, Tang cô nương, lại gặp nhau rồi. Tang Hàn nhìn Diệp Quân bằng vẻ mặt phức tạp,
cô ta không ngờ thiếu niên tù nhân trước đây đã nhảy vọt trở thành người đứng đầu vũ trụ này. Tin tức của cô ta đương nhiên linh hoạt hơn nhà họ Tần và nhà họ Quân. Khi Diệp Quân trở về, cô ta đã biết tất cả mọi chuyện, vì thế việc Diệp Quân đến đây cũng không nằm ngoài dự đoán của cô ta. Diệp Quân nói, Tang cô nương, ta muốn mở thư viện ở đế quốc, thiết lập trật tự hoàn toàn mới. Tang Hàn nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân tiếp tục, ta muốn tìm một người có tiếng tăm giúp ta làm chuyện này, vì nó có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tang Hàn nói, ta có một điều kiện. Diệp Quân đáp, cô nói đi. Tang Hàn đáp, không được tàn sát thành viên của Hoàng Thất. Cô ta biết rõ một khi thay đổi triều đại, người của triều đại trước sẽ có kết cục gì. Diệp Quân gật đầu, được. Tang Hàn hơi ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ Diệp Quân lại đồng ý dứt khoát như thế. Diệp Quân nói, Hoàng Thất sống hay chết đều không quan trọng với ta, nhưng bắt đầu từ giờ phút này, tất cả của cải của đế quốc đều thuộc về thư viện, bọn họ muốn ở lại đế quốc, ta vẫn cho phép, nhưng không thể gây chuyện, nếu gây chuyện thì sẽ phải chết. Mà cô muốn bọn họ sống thì phải trở thành người bảo đảm cho bọn họ, cô phải giám sát bọn họ, được chứ? Tang Hàn gật đầu, không thành vấn đề. Diệp Quân gật đầu, đế quốc rất lớn, ta muốn xây dựng trật tự ở nơi này chắc chắn không thể thuận buồm xuôi gió, nhưng bắt buộc phải làm như thế, ta đã liên hệ với người của ta. Sau này họ sẽ đến tiếp quản đế quốc, cô có trách nhiệm phối hợp. Đương nhiên hắn sẽ không giao toàn bộ đế quốc rộng lớn vào tay Tang Hàn cũng không có năng lực đó, hắn sẽ liên lạc với Toại Cổ Kim, không lâu nữa, Toại Cổ Kim sẽ dẫn theo một nhóm người đến tiếp quản toàn bộ đế quốc, cũng chỉ Toại Cổ Kim mới có năng lực cai quản đế quốc rộng lớn thế này thôi. Tang Hàn gật đầu, ta hiểu rồi. Diệp Quân đứng dậy, hắn vốn muốn rời đi. Nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn bỗng dừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía Tang Hàn. Tang Hàn cô nương, chắc chắn thành viên của Hoàng Thất Đế Quốc đang thấy không cam lòng, cô hiểu ý ta chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tang Hàn đáp, người yên tâm, nếu bọn họ vẫn chưa nhìn rõ thực tế thì đương nhiên là đáng chết rồi. Diệp Quân gật đầu, sau đó thì lập tức biến mất. Nét mặt Tang Hàn rất phức tạp. Đế quốc cô ta phục tùng cả đời bắt đầu từ hôm nay đã biến mất khỏi cõi đời rồi. Nếu từ đầu đế quốc lựa chọn Diệp Quân, tiếc là sẽ không có nếu. Chấm. Sau khi Diệp Quân trở về, lúc này đế quốc cũng đã hiểu là thua trận rồi. Toàn bộ đế quốc đều bàng hoàng. Có người buồn, có người vui. Nhà họ Tần vốn vắng lặng bỗng trở nên náo nhiệt, những người nhà họ Tần rời đi kia bỗng dưng đều trở về. Mà nhà họ Tần từ vị thế bị người người bắt nạt lúc trước đã nhảy vọt trở thành thế lực chạm vào là bỏng tay ở thành Ung Nhung, cũng có thể nói là ở toàn bộ đế quốc. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu tông môn và thế gia lâu đời đến thăm hỏi nhà họ Tần, muốn làm thân với bọn họ. Trong đại điện, Tần Vân khéo léo từ chối tất cả khách ghé thăm, ông ta đang bận rộn chuyện của thư viện. Bây giờ ông ta chỉ có một việc quan trọng, đó là sự nghiệp. Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên từ ngoài cửa, ông nội. Tần Vân nhìn sang, người đến là Tần Tuyết. Tần Tuyết cúi đầu đi vào, không dám nói một lời. Tần Vân im lặng một lát rồi bỗng bật cười. Ông ta là người tu đạo, cũng không phải không thể sinh thêm. Diệp Quân về lại trong tiểu tháp, Tang Mi đang đi dạo loanh quanh nơi đây. Bởi vì trận cá cược đã kết thúc nên tiểu tháp cũng được giải trừ phong ấn. Tang Mi cũng giống như thường ngày, rất tò mò về tiểu tháp, hơn nữa còn thỉnh thoảng tán gẫu với tiểu tháp. Thấy Diệp Quân đến, Tang Mi cười nói, Diệp Quân tiểu kiếm tu, tháp này của ngươi đúng là lợi hại, ta chưa từng thấy cái tháp nào mạnh như vậy. Diệp Quân cười nói, Tang Mi cô nương gọi ta là Diệp Quân là được rồi. Tang Mi gật gật đầu, được, Diệp Quân tiểu kiếm tu. Diệp Quân. Tang Mi nhìn xung quanh, khẽ thở dài. Đây là một loại thời gian hoàn toàn mới đó. Trước đây thời gian là một định số vĩnh hằng, mà bây giờ con số này đã bị phá vỡ. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, định số vĩnh hằng là gì? Tang Nghi cười giải thích, là con số định nghĩa sự tồn tại của vĩnh hằng là bất biến. Thời gian thuộc về định nghĩa này, chúng sinh ở trước mặt nó đều là biến số, vòng lặp sinh ra rồi chết đi, rồi lại từ cái chết mà sinh ra. Thế nhưng thời gian là vĩnh hằng.
vĩnh viễn không thay đổi. Diệp Quân thì thào, ra là thế. Tang Mi lại nói, tái định nghĩa thời gian không đáng sợ, đáng sợ là cho phép hai loại thời gian đồng thời tồn tại. Thường thì thời gian vĩnh hằng sẽ không cho phép có một loại thời gian khác xuất hiện, nhưng bây giờ nó không những cho phép mà còn không bài xích, chứng tỏ người tạo ra thời gian đã trấn áp được định số của thời gian vĩnh hằng. Cô ta nhoẻn cười, người biết nó có nghĩa gì không? Diệp Quân lắc đầu, không, nhưng nghe có vẻ lợi hại. Tang Mi che miệng cười rộ lên, đúng rồi, vô cùng lợi hại, như trong thế tục hay nói là có thể làm cho xương trắng mọc lại thịt đấy. Diệp Quân hạ giọng, mang tính lật đổ. Hai mắt Tang Mi sáng ngời, chính xác, tính lật đổ, hơn nữa không chỉ lật đổ thời gian. Diệp Quân tò mò, không phải ư? Tang Mi gật đầu, còn cả không gian nữa. Cô ta vẽ một vòng tròn, lấy không gian này làm lồng giam, cầm tù thời gian trong đó. Nghĩa là người đó dùng không gian tầng cao hơn phong ấn, thời gian cô ta tạo ra. Tiểu kiếm tu, người có biết hành động này của cô ngươi đã lật đổ đại đạo vũ trụ, định số khởi nguyên không? Diệp Quân không nói gì. Tang Mi cười, đúng là lợi hại thật, hơn ta một chút. Diệp Quân nheo mắt, cô cũng lợi hại lắm sao? Tang Mi cười tâu, cũng còn được, dù sao đánh nhau chưa chết lần nào. Diệp Quân. Tang Mi lại nói, tiểu tháp còn nói cô ngươi chỉ tùy tiện làm ra, nói cách khác hành động đó mang ý nghĩa lật đổ với chúng ta, nhưng với cô ta thì chỉ là một cái phất tay mà thôi. Diệp Quân cười, Tang Mi cô nương từ nơi nào đến? Hắn vô cùng tò mò về lai lịch cô gái này. Tang Mi, đã nói ta đến từ dinh thự rồi, mà nơi ấy ở xa lắm, ngươi bây giờ. Nói chung cũng đi được, nhưng ta không khuyến khích. Diệp Quân, vì nguy hiểm sao? Tang Mi gật đầu, nguy hiểm là một, mà ngươi đi theo ta là hai. Diệp Quân hạ giọng, cô. Tang Mi cười, đúng đấy, ta trốn nhà đi mà. Diệp Quân tò mò, thế cô làm gì ở đó? Tang Mi chớp mắt, ta không nói được không? Diệp Quân, vì sao? Tang Mi chân thành đáp, ta không muốn nói, nhưng cũng không muốn gạt ngươi. Diệp Quân. Tang Mi đùa, yên tâm. Ta không ăn ở không đâu. Ta biết nhiều thứ lắm, có thể giúp ngươi nhiều điều. Về lai lịch thì ta thấy ngươi cũng không cần quá lo lắng, vì đại bá lẫn cô của ngươi đều rất lợi hại, ta mà muốn làm gì là ngươi gọi họ đến liền. Diệp Quân nghiêm mặt, ta sẽ không dựa dẫm vào ai hết, ta chỉ dựa vào chính mình thôi. Ồ! Tang Mi chớp mắt, rồi rồi, hiểu mà. Diệp Quân! Tiểu tháp! Diệp Quân gọi ấn thần linh xuất hiện, hỏi Tang Mi, cô là người đưa nó cho tiền bối cổ đạo thiên. Cô ta gật đầu, đúng vậy, ông ta chết rồi à? Diệp Quân gật đầu. Tang Mi thở dài, ta đã nói ông ta không chống lại được sinh linh bên trong đâu, dặn đừng bảo hổ lột ra, nào ngờ ông ta không nghe. Bảo hổ lột ra? Rõ ràng là chỉ Tông Tín. Tông Tín? Diệp Quân, cái ấn này là của cô hay của ai? Tang Mi cười, không phải của ta, do ta cướp. À nhầm, nhặt được. Diệp Quân. Tang Mi bật cười, nó vui lắm ấy. Ngươi biết cách chơi không? Diệp Quân lắc đầu, không biết. Tang Mi bỗng chộp lấy cái ấn rồi dẫn Diệp Quân đi vào lòng vũ trụ. Cô ta chạm nhẹ vào ấn, khiến hàng tỷ tia sáng vàng bắn ra rồi bùng nổ như pháo hoa chói lòa. Diệp Quân. Tông Tín. Tang Mi nhìn pháo hoa nổ tưng bừng trong lòng vũ trụ mà than thở, vui thật nhỉ. Diệp Quân. Tang Mi vỗ vai hắn, tiểu kiếm tu à, người tu đạo chúng ta tuy trường thọ nhưng cũng phải biết vui chơi, hiểu chưa? Bằng không thì có vô địch vũ trụ cũng có ý nghĩa gì chứ? Sống trên đời, vui vẻ là quan trọng nhất. Diệp Quân gật gù, cũng có lý. Tang Mi nháy mắt, ta còn biết nhiều chỗ vui lắm nè, để hôm nào dẫn ngươi đi. Diệp Quân cười khổ, nhưng ta còn việc phải làm. Tang Mi cười, thành lập trật tự mới chứ gì. Diệp Quân gật đầu, phải. Hay là cô cũng làm với ta, thành lập trật tự cũng là chơi đấy. Tiểu tháp. Tông Tín nhủ thầm, vãi thật, thằng danh này không đùa được đâu. Tang Mi mở to mắt, nụ cười mang theo vẻ sâu xa. Diệp Quân biết ngay cô ta đã đoán được ý đồ của mình, bèn lắc đầu cười.
Bỗng Tang Mi nói, cũng có thể, nhưng ta phải biết về trật tự của ngươi đã. Diệp Quân nghĩ một hồi rồi lấy quan huyên pháp ra đưa cho cô ta. Tang Mi nhìn một lượt rồi hỏi, dùng pháp lý để cai trị. Diệp Quân gật đầu. Tang Mi cười, muốn như vậy thì, phải giết người giàu, giúp người nghèo. Diệp Quân nheo mắt. Tang Mi nhìn quyển sách trong tay, trông thì dày đấy, nhưng tổng kết lại thì dùng 7 chữ thôi. Diệp Quân, đó là gì? Tang Mi nói, cẩm nang tự cứu của kẻ yếu. Diệp Quân siết chặt tay. Tang Mi bật cười, người vẫn còn mù mờ về đại đạo lắm, tiểu kiếm tu. Diệp Quân hỏi, sao cô lại nói vậy? Tang Mi suy nghĩ rồi nói, dùng cách khác thì ngươi hoàn toàn không hiểu gì về xã hội, kinh tế, khoa học và xã hội. Quan huyên pháp này đặt nòng cốt ở cứu giúp quần thể yếu thế, xây dựng quốc gia lý tưởng dựa trên chúng sinh bình đẳng. Nhưng ngươi có nghĩ nó đã vi phạm đạo hay không? Diệp Quân càng không hiểu, vi phạm đạo. Tang Mi gật đầu, chúng ta sống trong thế giới võ giả, cốt lõi của nó là gì? Vì đại đạo, vì trường sinh. Trong quá trình đó, tài nguyên là thứ để tranh giành cướp đoạt, từ đó chúng ta phải cạnh tranh, mà cạnh tranh sẽ sinh ra mẹ nhiếu, giàu nghèo, đây là cái hiển nhiên của đại đạo. Nếu không có cạnh tranh thì sẽ thế nào? Diệp Quân đáp, văn minh sẽ chỉ trệ một chỗ. Tang Mi gật đầu, vì tài nguyên mà con người phấn đấu để trở nên mạnh hơn. Họ nghiên cứu, sáng tạo, thay đổi, từ đó văn minh sẽ đi lên. Nếu mọi tài nguyên do người nắm giữ và phân phối thì người bên dưới còn động lực gì nữa? Diệp Quân nhíu mày im lặng. Tang Mi, cạnh tranh là điều kiện tất yếu để văn minh phát triển, bằng không văn minh sẽ đứng lại tại chỗ. Nhưng cạnh tranh tất sẽ sinh ra giàu nghèo mạnh yếu, tiểu kiếm tu ngươi đã nghĩ đến chưa? Diệp Quân lắc đầu. Tang Mi mỉm cười, vậy nói về văn hóa đi. Ngươi muốn lập nên một trật tự mới, vậy tính chất văn hóa của nó là gì? Những người sống trong nó có bằng lòng tuân theo không? Nếu không, thì có khác gì trước kia khi kẻ mạnh làm vua? Khi ngươi mạnh thì ngươi có thể trấn áp, nhưng khi trở nên yếu rồi thì ngươi lấy gì để quản lý họ đây? Diệp Quân, tính chất văn hóa là gì? Tang Mi, nói vĩ mô thì là phụng theo nho đạo, nghiên cứu, trung dung, xử sự theo, chí hòa, chính là tính chất bối cảnh văn hóa của một nước. Nói vi mô thì hầu rượu su nịnh cũng là một loại văn hóa. Diệp Quân. Tang Mi, ngươi đang nghĩ nó chẳng ra gì đúng không? Diệp Quân gật đầu. Tang Mi cười, nhưng không có nó thì lại không được. Trong bối cảnh người người đều uống rượu để xun xoe này, ngươi không làm theo thì không đi đến đâu được cả. Diệp Quân không biết phản bác thế nào. Tang Mi lại nói, chưa kể văn minh khác nhau thì văn hóa và chế độ cũng khác nhau. Ngươi nếu không giải quyết những vấn đề này thì có lập nên trật tự. Thứ mà họ thần phục cũng chỉ là sức mạnh của ngươi, tuyệt đối không thể lâu dài. Cô ta thoáng dừng lại, mà mỗi một trật tự đều có một tính chất văn hóa nâng đỡ nó. Ngươi đang dùng sức mạnh để khuất phục họ, đây là văn hóa áp chế, và bọn họ sẽ học theo ngươi. Ngươi ép họ tuân thủ trật tự thế nào, họ sẽ dùng cách tương tự để ép người bên dưới tuân theo trật tự của họ. Ví dụ như ngươi háo sắc chẳng hạn, thì bọn họ cũng sẽ hùa theo. Cho dù bản thân không háo sắc, họ cũng sẽ làm theo ngươi, thậm chí còn giữ hơn ngươi. Diệp Quân. Tang Mi bật cười, đúng, những tính chất này chẳng ra gì, nhưng nó lại là đạo sinh tồn của xã hội. Ngươi hiểu chuyện, ngươi biết cách chơi là có thể đi xa hơn, hòa nhập tốt hơn. Bằng không thì ngươi chỉ là một người tốt cả đời không cưới được vợ thôi. Diệp Quân. Tang Mi, đạo tự cứu của kẻ yếu. Không phải chụp mũ, nhưng hầu hết đều là ô hợp ghép lại. Không màng giới hạn. Ngươi muốn lập nên trật tự để thế giới này tốt đẹp hơn thì phải khiêu chiến mọi văn hóa và nhân tính thối nát của xã hội, lại còn phải tạo nên chế độ và văn hóa mới. Diệp Quân nói, ta biết nó rất khó, nhưng ta tin ta sẽ làm được. Tang Mi chớp mắt, thật chứ? Diệp Quân gật đầu. Tang Mi cười hì hì, một chồng nhiều vợ cũng là văn hóa thối nát đấy. Này tiểu kiếm tu, ta thấy ngươi đã mất nguyên dương từ lâu. Hiển nhiên đã không còn là trai tân, mà lấy điều kiện của ngươi chắc chắn không chỉ có một cô. Vậy chính ngươi có thể đi đầu làm gương, chỉ lấy một cô làm vợ, bỏ hết mấy cô khác để diệt trừ văn hóa này được không? Diệp Quân. Tiểu Tháp. Tông Tín. Ngây ngẩn. Diệp Quân sửng sốt.
Không chỉ Diệp Quân mà Tiểu Tháp và Tông Tín cũng ngơ ngác. Người phụ nữ này, đáng sợ thật. Tang Mi nhìn vẻ mặt cứng đờ của Diệp Quân, bật cười, được rồi, ta không đùa với ngươi nữa. Đây rõ ràng là xuống nước với Diệp Quân, không muốn khiến Diệp Quân khó xử. Diệp Quân bỗng nói, mặc dù ta không làm được nhưng có thể lập ra pháp luật, từ sau thế hệ ta, đàn ông chỉ được lấy một vợ. Tiểu Tháp. Tông Tín nói, hay đấy, thật vô sỉ. Diệp Quân. Nụ cười trên môi Tang Mi cứng đờ, không ngờ ra mặt kiếm tu trước mặt này lại dày như vậy. Tang Mi lắc đầu cười nói, thật ra cũng không có ý nghĩa gì cả, cho dù là vũ trụ văn minh hay bản chất nền tảng văn hóa. Đương nhiên người có tiền và có quyền được hưởng thụ nhiều hơn người bình thường, cho dù ngươi lập ra pháp luật, ngoài mặt họ không làm nhưng trong âm thầm thì sao? Diệp Quân lặng thinh. Tang Nghi cười nói, tiểu kiếm tu Diệp Quân, đừng suy nghĩ nhiều, nói chung suy nghĩ này của ngươi là hay, trong vũ trụ này thật sự có rất ít người có thể nghĩ được như ngươi, có vài người muốn thống nhất cả vũ trụ cũng chỉ là muốn bóc lột cả vũ trụ để bản thân đạt đến cấp bậc cao hơn. Còn ngươi có thể toàn tâm toàn ý lo nghĩ đến các sinh linh trong vũ trụ này, đây là một chuyện cực kỳ hiếm có, hơn nữa vũ trụ đã loạn lạc nhiều năm như vậy, ngươi không thống nhất được thì những người khác cũng sẽ thống nhất thôi, so ra thì ta vẫn xem trọng ngươi, ít nhất ngươi cũng chỉ có thêm mấy người vợ thôi, chứ sẽ không lợi dụng toàn bộ vũ trụ. Diệp Quân. Tang Nghi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua dải sáng vàng rải rác xung quanh, cười nói, tiểu kiếm tu Diệp Quân, ta cũng không bất mãn với ngươi. Thân phận của ta hơi đặc biệt, cho nên đã từng gặp và thấy rất nhiều chuyện và những người kỳ lạ trong vũ trụ này, nhưng ta chưa từng ai như cô của ngươi, ta khá tò mò về bà ấy nên ta muốn đi theo bên cạnh ngươi một thời gian. Tất nhiên như ta đã nói trước đó, ta không lợi dụng ngươi, với sự hiểu biết của ta thì hẳn là vẫn có thể giúp được gì đó cho ngươi. Diệp Quân hơi thắc mắc, còn nữa không? Tang Mi nhìn Diệp Quân, mỉm cười nói, khá tò mò về trật tự của ngươi. Ta đã từng thấy quá nhiều người có ước mơ nhưng cuối cùng lại sống thành những kẻ mà họ từng rất ghét. Ta khá tò mò không biết ngươi có trở thành người như thế khi đến ngày đó không? Diệp Quân lại hỏi, Tang Nghi cô nương, mạo muội hỏi một câu, trước kia cô làm gì? Tang Nghi nói, trước kia ta làm, ôi trời, ta quên mất rồi. Diệp Quân. Tang Nghi xòe tay ra, nghiêm túc nói, ta quên thật rồi. Diệp Quân gật đầu, ta tin cô. Đổi câu hỏi khác, cô quen với chủ nhân bút đại đạo sao? Tang Nghi cười nói, ta không quen ông ta, nhưng ta từng nghe nói về ông ta. Diệp Quân sầm mặt, hắn không ngờ Tang Nghi này lại từng nghe nói về chủ nhân bút đại đạo, người này lăn lộn cũng tốt đấy. Tang Nghi lại nói, ta còn biết một chuyện mà người khác không biết của ông ta nữa. Diệp Quân nhìn Tang Nghi cười nói, nghe nói ông ta có phân thân trên toàn vũ trụ. Hơn nữa thực lực cũng khá tốt. Diệp Quân nhíu mày, có phân thân trên toàn vũ trụ. Tang Nghi gật đầu nói, ông ta là một sự tồn tại rất đặc biệt, thật ra cũng giống ngươi, đều là những người rất khó để giết. Hơn nữa, rất trùng hợp là hai người đều là sự tồn tại đặc biệt có thể giết lẫn nhau. Thật sự rất trùng hợp. Diệp Quân lặng thinh, hắn biết chủ nhân bút đại đạo rất khó để giết, nhưng lại không biết mình có thể giết chết người này. Chắc chắn là cách thức không đúng. Phải nghiên cứu mới được. Mặc dù hiện giờ chuyện giữa hắn và chủ nhân của bút đại đạo đã kết thúc, nhưng hắn biết nếu bây giờ kết thúc, chủ nhân bút đại đạo chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Tang Nghi nói tiếp, còn tại sao ông ta không thể giết được chắc là thuộc về đạo, rất khó giải thích, sau này có thời gian chúng ta sẽ nói đến. Diệp Quân không suy nghĩ nữa, nói, Tang Nghi cô nương, vậy cô có biết ý chí thần minh không? Tang Nghi gật đầu, cũng biết một chút, có vài ý tưởng của cô ta giống hệt với ngươi, dĩ nhiên đạo trật tự nói chung thì vẫn hơi không giống. Diệp Quân hỏi tò mò, ý tưởng nào? Tang Nghi cười nói, sau này rồi hãng nói đến những chuyện này. Diệp Quân thấy cô ta không muốn nói nhiều, thế là gật đầu, ừ. Nói chuyện với Tang Nghi một lát, Diệp Quân rời khỏi đó, họ đến một tinh vực. Có mười mấy cường giả cảnh giới thần đứng cách trước mặt họ không xa. Chính là cường giả dị vực đồng ý đến chi viện cho hắn trước đó. Người áo đen đi đầu nhìn Diệp Quân, vẻ mặt hơi cảnh giác. Rõ ràng họ đã biết chuyện Diệp Quân muốn gia nhập vào chúng thần điện.
Diệp Quân cũng biết chắc chắn Tông Tín đã thông báo cho họ, hắn nhìn người áo đen đi đầu, cười nói, tiền bối, các ông đã biết chuyện ta muốn gia nhập vào chúng thần điện, nhưng các ông vẫn đến đây, chắc hẳn là có ý kiến gì đó phải không? Người áo đen đi đầu trầm giọng nói, Diệp công tử, làm người phải giữ chữ tín, cậu đã đồng ý với bọn ta. Muốn lật đổ chủng thần điện, cậu, không thể thất hứa chứ. Diệp Quân nói, tiền bối, ông nghĩ với thực lực hiện tại của dị vực, có thể lật đổ được chúng thần điện không? Người đàn ông áo đen lắc đầu, không thể, nhưng nếu có thêm cậu, chúng ta sẽ có cơ hội. Diệp Quân cảm thấy hơi đau đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, không giấu gì tiền bối, con đường này của ta có quá nhiều bất lợi, lần này ta không muốn lại nằm ở thế bất lợi nữa. Sắc mặt người đàn ông áo đen hơi khó coi. Diệp Quân cười nói, chúng ta muốn lật đổ một thế lực, nếu không thể đánh bại hắn bằng thực lực, vậy thì vẫn còn một cách. Người đàn ông áo đen hơi thắc mắc, cách gì? Diệp Quân nói, gia nhập vào đó, làm tan rã từ bên trong, khi thế giới bên ngoài không thể phá vỡ được bất kỳ thế lực lớn mạnh nào thì chỉ có thể phá vỡ từ bên trong. Mấy người đó đều sửng sốt. Diệp Quân nói, hoặc thay thế nó từ bên trong. Đám người đàn ông áo đen nhìn nhau, nói thế. Hình như cũng chẳng có gì sai cả. Diệp Quân nói tiếp, với thực lực hiện tại của chúng ta, đối đầu với họ cũng giống như chọi trứng vào đá, làm như vậy là không khôn ngoan, thế nên ta đã chọn gia nhập vào họ. Nói rồi hắn nhìn đám người đàn ông áo đen, nếu các ông đồng ý thì có thể hợp tác với ta, nếu không đồng ý cũng không sao cả, chúng ta hợp thì đi cùng nhau, không hợp thì giải tán, các ông chọn đi. Mọi người đều lặng thinh. Thật ra họ đã không có sự lựa chọn nào khác, vì Diệp Quân biết được không ít tình hình bên trong của họ. Người áo đen đi đầu nhìn Diệp Quân, bọn ta tin Diệp công tử. Diệp Quân gật đầu, không lâu sau nữa ta sẽ đến chúng thần điện, nhưng nơi này đã là địa bàn của ta, điều duy nhất có thể uy hiếp được nơi này chỉ có điểm giao hư chân, thế nên ta cần ông trấn giữ nơi này giúp ta, không lâu nữa người của ta sẽ đến tiếp quản nơi này, đến lúc đó ông sẽ nghe theo chỉ huy của cô ta, các ông nghĩ thế nào? Người áo đen im lặng một lúc, gật đầu, không thành vấn đề. Diệp Quân nói, được. Nói rồi hắn cũng không ở lại thêm, xoay người biến mất ở tận cuối tinh hà. Diệp Quân đi rồi, một cường giả phía sau người áo đen trầm giọng nói, đại ca, chúng ta tin hắn thật sao? Người áo đen khẽ nói, chỉ có thể tin hắn. Cường giả đó khó hiểu, tại sao? Người áo đen nói, hắn biết rõ tất cả nội tình của chúng ta, không tin hắn thì có thể thế nào? Cường giả đó. Người áo đen nói tiếp, hơn nữa hắn tu luyện chính là đạo trật tự. Dù sao đạo trật tự cũng là muốn thiết lập trật tự của mình, thế nên hắn nhất định sẽ lật đổ ý chí thần minh, chúng ta chỉ có thể đợi. Chấm. Diệp Quân vốn dĩ muốn chờ toại cổ kim ở vũ trụ này, nhưng khi biết họ phải mất mấy tháng mới đến được đây, hắn chỉ có thể từ bỏ. Mặc dù chủ nhân bút đại đạo đã đi, nhưng hắn biết chuyện này vẫn chưa kết thúc. Có lẽ lần gặp sau chủ nhân bút đại đạo sẽ có bất ngờ lớn cho mình. Còn có ý chí thần minh này. Và nhân quả của Tang Mi cô nương. Đương nhiên, hiện giờ những chuyện này không phải là chuyện quan trọng nhất với hắn, mà quan trọng nhất là bây giờ hắn phải học hỏi được trật tự của ý chí thần minh. Ý chí thần minh có thể mạnh như vậy, có nhiều cường giả cảnh giới thần đi theo như thế chắc chắn có điểm độc đáo. Như Tang Mi cô nương đã nói. Bây giờ hắn biết quá ít về khoa học xã hội, văn hóa, chế độ v.v. mà muốn thiết lập một trật tự hoàn toàn mới, tất nhiên với tư cách là người lãnh đạo, hắn không thể nông cạn như vậy, càng không thể chỉ biết đánh nhau, phải học hỏi. Có vài thứ có thể học được từ trong sách, nhưng có vài thứ chỉ có thể thực hành. Mục tiêu hắn đặt ra cho mình lần này rất đơn giản, là đi du học ở chúng thần điện, tìm hiểu chế độ của người khác, tìm hiểu văn hóa của người khác. Kiên quyết không khoe mẽ. Kiên quyết không vả mặt. Cố gắng khiêm tốn, cố gắng không bị nhắm đến. Ngay lúc này thời không ở đằng xa bỗng rung chuyển, cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Quân, hắn nhìn phía xa, thời không nứt ra, sau đó một người đàn ông bước ra. Nhìn thấy người đến, Diệp Quân sửng sốt, người đến là Cổ Bàn. Diệp Quân nhận ra Cổ Bàn không phải là bản thể. Diệp Quân hơi khó hiểu. Cổ Bàn chạy đến trước mặt Diệp Quân, cười khổ, Diệp huynh,
phải nhờ huynh đi với ta một chuyến rồi. Diệp Quân nói, sao thế? Cổ Bàn cười khổ, phong ấn của ta mạnh hơn rồi. Diệp Quân đầy thắc mắc, mạnh hơn. Cổ Bàn gật đầu, là do cô của huynh làm. Diệp Quân càng nghe càng cảm thấy mờ mịt. Cổ Bàn kéo hắn đi, mặc kệ đi, đừng nghĩ nhiều, huynh đi với ta đi. Nói rồi gã kéo Diệp Quân biến mất ở đằng xa. Trên đường đi, Diệp Quân hơi tò mò, cổ huynh, mật phật đó là. Cổ Bàn nói, là cha ta. Diệp Quân khó hiểu, tại sao ông ta lại phong ấn huynh. Cổ Bàn lạnh nhạt nói, sớm muộn gì ta cũng giết ông ta. Diệp Quân quay sang nhìn Cổ Bàn nói, cha bất nhân, con sẽ giết hắn, huynh nói xem ta nói thế có lý hay không. Diệp Quân do dự, sau đó nói, chuyện này. Cổ Bàn bỗng nói, Diệp huynh, cha huynh có hiền từ không? Diệp Quân vội gật đầu, có chứ, rất là hiền từ. Cổ Bàn gật đầu, vậy huynh có thể tha cho cha huynh. Diệp Quân. Cổ Bàn quay đầu lại nhìn tận cuối vũ trụ, ánh mắt ngày càng lạnh lùng. Diệp Quân hơi tò mò, Diệp huynh, tại sao mật phật đó? Cổ Bàn nói, năm đó, ông ấy đã bỏ rơi mẹ ta để theo đuổi đại đạo Phật giáo, một mình mẹ ta nuôi ta khôn lớn, nhưng bà bị bệnh vì làm việc quá sức, cuối cùng mất sớm. Loại người như vậy không xứng làm chồng, làm cha. Diệp Quân lặng thinh. Nếu đối phương như thế thật thì đúng là thế. Không lâu sau, Diệp Quân và Cổ Bàn đến nơi bản thể của gã bị phong ấn. Lúc nhìn thấy kiếm khí quen thuộc trong bản thể của Cổ Bàn, Diệp Quân nở nụ cười. Đúng là cô thật. Hắn cũng hiểu được đại khái nhân quả, lúc Cổ Bàn nói thăm dò, chắc chắn đã chọc tức cô của hắn, cho nên cô hắn mới ra tay cảnh cáo gã. Nghĩ đến đây Diệp Quân cảm thấy ấm áp. Diệp Quân bước tới trước bản thể của Cổ Bàn, hắn xòe lòng bàn tay ra, kiếm khí đó từ từ bay ra ngoài, sau đó vững vàng rơi vào lòng bàn tay hắn. Nhìn tia kiếm khí trong tay, Diệp Quân khẽ cười, sau đó chủ động buông ra. Hắn biết cô sẽ không cho hắn một tia kiếm khí để bảo vệ, hắn cũng nghĩ là không cần thiết, bây giờ hắn ngày càng ít phụ thuộc vào tiểu tháp hay kiếm Thanh Huyên. Thế nhưng lần này tia kiếm khí đó lại không biến mất. Thấy thế Diệp Quân hơi khó hiểu, chuyện gì thế nhỉ? Thấy tia kiếm khí đó không có ý biến mất, Diệp Quân bỗng bật cười, hắn vội cất nó đi. Có kiếm khí này tức là ít nhất hắn có thể nói cô ra tay một lần. Điều này dĩ nhiên là chuyện tốt với hắn. Ầm. Đột nhiên có một tiếng nổ ầm ầm cực lớn vang lên. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, lúc này Cổ Bàn đã dung hợp với bản thể, sau khi dung hợp, khí tức của Cổ Bàn bỗng tăng lên rất nhiều. Thấy thế Diệp Quân bật cười, thực lực hiện tại của Cổ Bàn chắc chắn mạnh hơn trước rất nhiều. Cổ Bàn khoanh chân ngồi trong phong ấn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt gã có tinh quang. Diệp Quân hỏi, thế nào? Cổ Bàn bật cười, cường giả thần cảnh, một tay có thể tiêu diệt. Diệp Quân bật cười. Cổ Bàn chậm rãi đứng dậy, vỗ nhẹ vào quần áo của mình rồi nói, Diệp huynh, giữa ta và huynh không cần lời cảm ơn, sau này nếu huynh cần giúp đánh nhau gì đó, chỉ cần nói một tiếng. Diệp Quân cười nói, chắc chắn rồi. Tiếp theo huynh có dự định gì không? Ánh mắt Cổ Bàn hiện lên sát ý, đến đại khư. Diệp Quân nói, tìm mật phật à? Cổ Bàn gật đầu, ừ. Diệp Quân nói, ta đi với huynh. Cổ Bàn nói, không cần đâu, bây giờ ông ta đã không phải là đối thủ của ta. Diệp Quân trầm giọng nói, ta đi với huynh một chuyến vậy. Cổ Bàn gật đầu, được. Nói rồi hai người biến mất khỏi đó. Đại khư. Đại khư cũng là một thế giới đặc biệt, mặc dù nền văn minh ở đây không to lớn bằng nền văn minh của nước cổ thần, nhưng vẫn có thể coi là vũ trụ văn minh hàng đầu ở điểm giao hư chân. Ở đây có một thế lực cực kỳ lâu đời, cũng chính là Mật Tông. Theo những gì Cổ Bàn nói, thật ra nguồn gốc của Mật Tông đến từ điểm giao hư chân, cách nói này khá đáng tin cậy vì tính đến thời điểm hiện tại, thực lực của Mật Phật rất khả năng đã đạt tới cảnh giới thần. Sau khi đến Đại Khư, hai người đi thẳng đến Mật Tông. Mật Tông nằm trong núi sâu, người ở đây rất ít, cực kỳ hẻo lánh, vắng vẻ. Trên một ngọn núi đơn độc chỉ có một ngôi chùa không lớn.
Khi Diệp Quân và Cổ Bàn đến đây, trong ngôi chùa đó bỗng vang lên tiếng chuông kéo dài. Cổ Bàn cười nhạo, lo ma chay cho mình đấy à? Nói rồi gã đột nhiên đưa tay phải về phía trước, một con quái thú to lớn bỗng lao ra từ trên bầu trời phía trên ngôi chùa, sau đó hung hãn tóm lấy ngôi chùa, muốn nghiền nát nó thành bột. A-di-đà Phật. Một tiếng niệm Phật bỗng vang vọng ra từ trong ngôi chùa, sau đó một ấn Phật chữ vạn lao lên trời, đâm mạnh vào bàn tay to lớn đó. Ầm. Bàn tay to lớn đó bỗng bị phá vỡ, biến thành rất nhiều mảnh vỡ. Diệp Quân híp mắt lại, quả nhiên là cường giả thần cảnh, hơn nữa sức chiến đấu này không tầm thường. Lúc này một hòa thượng mặc cà sa chậm rãi bước ra từ trong ngôi chùa. Mật Phật. Cổ Bàn nhìn chằm chằm hòa thượng đó, cười gằn, lão đầu chọc, hôm nay là ngày chết của ông. Nói rồi cả người gã bỗng trở nên hư ảo. Thương tinh liệt củ. Hiện giờ, thương tinh liệt củ của gã đã mạnh hơn trước rất nhiều, dung hợp với vũ trụ, hơn nữa lại là do bản thể thi triển, thế nên uy lực của nó đã đạt tới mức độ rất đáng sợ. Sau khi hàng vạn ngôi sao xuất hiện, từng uy lực sao trời đáng sợ phủ đầy trời đất lao đến dãy núi như ngày tận thế sắp đến. Mật Phật ngẩng đầu lên nhìn uy lực sao trời vô tận lao đến, ánh mắt ông ta bình tĩnh như Cổ Bàn, ông ta chắp hai tay, thầm niệm những câu kinh Phật cổ, bỗng nhiên có vô số ánh sáng Phật vàng xuất hiện xung quanh ông ta, Phật quang lao lên trời, chỉ thoáng chốc uy lực sao trời đó đã bị xuyên thủng. Hay đấy! Trong khoảng không vô tận, giọng Cổ Bàn bỗng vang lên, gã vừa dứt lời. Một bàn tay khổng lồ sao trời bỗng ngưng tụ từ sâu trong bầu trời, sau đó bàn tay khổng lồ của bầu trời rơi mạnh xuống từ bầu trời đầy sao, vô số Phật quang màu vàng phía dưới lập tức bị sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong đó nghiền nát từng tấc. Nhìn thấy bàn tay sao trời khổng lồ, vẻ mặt Diệp Quân hơi nghiêm trọng, thực lực hiện tại của Cổ Bàn huynh không phải là thực lực là một cường giả thần cảnh có thể chống đỡ. A-di-đà Phật. Giọng mật Phật vang lên từ trời đất. Sau đó một bức tượng Phật bằng vàng khổng lồ cao mấy vạn trượng ngưng tụ từ phía sau, chỉ thấy bức tượng Phật bằng vàng duỗi tay phải ra trưởng mạnh về phía bàn tay sao trời khổng lồ. Ầm. Hai bàn tay khổng lồ vừa chạm vào nhau, cả bầu trời biến thành một biển ánh sáng vàng, hai nguồn sức mạnh đáng sợ điên cuồng lao vào nhau, sóng xung kích sức mạnh khủng khiếp liên tục bùng nổ từ, toàn bộ vũ trụ chìm trong sự hỗn loạn. Ở nơi xa, Diệp Quân phóng kiếm ý vô địch của mình ra để chống lại sóng xung kích sức mạnh của hai người, mắt nhìn chằm chằm vào khu vực phía xa, nơi sâu nhất trong khu vực còn có hai sức mạnh đang giằng co với nhau. Phật quang phổ chiếu. Đúng lúc này, một tiếng Phật niệm vang lên từ tận sâu trong khu vực đó, sau đó hàng trăm vạn tia Phật quang lao ra, thoáng chốc toàn bộ sức mạnh xung quanh đều tan vỡ, ngay cả sức mạnh sao trời cũng đều biến thành hư không vào lúc này. Cổ Bàn cũng bị Phật quang đáng sợ đó làm cho lùi về sau mấy vạn trượng. Diệp Quân sa sầm mặt mày, Phật quang phổ chiếu của hòa thượng phá vỡ được tất cả sức mạnh sao trời của Cổ Bàn. Sau khi dừng lại, Cổ Bàn ngẩng đầu nhìn mật Phật ở đằng xa, phía sau mật Phật là một bức tượng cực kỳ Phật quang cao mấy vạn trượng, đôi mắt hơi nhắm lại, toàn thân toát ra Phật quang trang nghiêm, từng câu kinh Phật cổ không ngừng vang lên. Từng sức mạnh Phật pháp cực mạnh lan ra khắp không trung. Hơn nữa sức mạnh Phật pháp này ngày càng nhiều, liên tiếp nhau. Nhưng Cổ Bàn lại bật cười, hay hay, nào, tiếp tục. Nói rồi gã giẫm mạnh chân phải, cả người biến mất khỏi đó. Bù! Một tia sáng sao trời đâm mạnh về phía mật Phật. Mật Phật ở đằng xa đưa ra tay phải ra rồi từ từ ấn xuống, tượng Phật quang khổng lồ ở phía sau ông ta cũng duỗi tay phải ra, từ từ ấn xuống. Ầm! Uy lực Phật quang lớn mạnh ép Cổ Bàn dừng lại, từng sức mạnh Phật pháp đáng sợ lao về phía Cổ Bàn khiến khu vực chỗ gã bị chấn áp, phong bế. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Quân nhíu mày. Phải nói là hắn khá ngạc nhiên, thực lực của mật Phật này nằm ngoài dự đoán của hắn. Mật Phật chậm rãi ngẩng đầu nhìn Cổ Bàn ở đằng xa, lúc này khu vực thời không chỗ Cổ Bàn đã bị áp chế, dĩ nhiên Cổ Bàn không cam lòng, gã nắm chặt hai tay. Sức mạnh sao trời đáng sợ liên tục lao ra từ cơ thể gã, không chỉ thế, bên ngoài, vô số sức mạnh sao trời ập đến như thủy triều, muốn phá vỡ bức tượng Phật quang khổng lồ. Sức mạnh sao trời vô tận không ngừng bắn phá bức tượng Phật khổng lồ, nhưng bức tượng Phật quang khổng lồ vẫn bất động, dù sức mạnh sao trời có mạnh đến đâu cũng không thể lay chuyển được. Trong cơ thể Diệp Quân, Tông Tín bỗng nói,
lần này huynh đệ của ngươi gặp nạn rồi, hòa thượng này đã tu luyện được Phật thể lưu ly. Sức mạnh của ông ta không thể bị lay chuyển được. Diệp Quân hơi khó hiểu, Phật thể lưu ly. Tông Tín nói, ngươi có thể hiểu là hòa thượng này đã có Phật đạo của mình, ông ta tương đương với mệnh thần. Mệnh thần. Sắc mặt Diệp Quân xa sầm. Tông Tín nói tiếp, nhưng Phật thể lưu ly của ông ta cũng không thuần khiết, rõ là Phật tâm của ông ta vẫn bị tổn thương, nếu không thực lực của ông ta sẽ càng đáng sợ hơn. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn đằng xa, hòa thượng vẫn đang niệm Phật, trong lúc đó pho tượng Phật Pháp khổng lồ dần từ ánh sáng vàng chuyển sang màu trong suốt, trở nên trang nghiêm hơn, thần thánh không thể xâm phạm được. Tông Tín lại nói, nơi này không đơn giản, trong chùa còn có một vị cường giả, thực lực của ông ta còn cao hơn mật Phật. Diệp Quân sửng sốt, hắn nhìn vào trong chùa, quả nhiên hắn cảm nhận được một luồng khí tức không rõ. Bùm! Lúc này, cổ bàn bỗng gầm lên, gã siết chặt hai tay lại, toàn bộ sức mạnh sao trời hội tụ lại từ trong cơ thể gã, ngay sau đó gã đột phá vòng vây chấn áp, sau đó đấm mạnh vào tượng Phật khổng lồ. Ầm! Tượng Phật lưu ly đó không ra tay, để mặc gã đánh vào trên người. Soạt! Phật quang lao ra, tượng Phật lưu ly đó bật động. Cổ bàn lại lùi về sau mấy vạn trượng. Thấy thế, ánh mắt Diệp Quân hiện lên vẻ phức tạp, hiện tại cổ huynh hoàn toàn không phải là đối thủ của mật Phật này. Cổ bàn ngẩng đầu lên, lúc này tất cả sức mạnh quanh người gã đã bị chấn áp. Ánh mắt cổ bàn hiện lên vẻ hung hãn, thân xác và linh hồn của gã bỗng bị thiêu đốt, sau đó hắn lao thẳng vào mật Phật phía trước. Thấy cổ bàn lao về phía mình, mật Phật nhẹ nhàng vẫy tay. Pho tượng Phật lưu ly phía sau ông ta lập tức biến mất, cùng lúc đó toàn bộ sức mạnh Phật Pháp trên không trung đều biến mất. Từ bỏ phòng thủ ư. Thấy mật Phật bất ngờ thu sức mạnh về, Diệp Quân cũng phải tự hỏi đối phương đang định làm gì. Mà cổ bàn cũng không giết được, nắm đấm của gã dừng lại khi còn cách trán ông ấy nửa trượng, toàn bộ sức mạnh đều tan biến. Khống chế dễ như bỡn thế này. Cổ bàn trừng mắt, ông xem thường ta đấy à? Cổ bàn. Một giọng nói bỗng vọng ra từ trong chùa. Cổ bàn quay lại, thấy một vị lão tăng khoác cà sa đen chậm chậm đi ra. Diệp Quân đanh mặt khi nhận thấy người này còn mạnh hơn cả mật Phật. Lão tăng chỉ dùng một bước đã lướt tới trước mặt cổ bàn, nhìn mật Phật mà thở dài. Ngươi tu Phật nhiều năm, chẳng lẽ còn không nhìn ra? Chết đôi khi không phải là để đắc đạo thành Phật. Không thể khiến người an lòng mà chỉ là trốn tránh khỏi nội tâm chân thật. Đó là đạo pháp giả, là từ bi giả. Mật Phật thì thào, thưa sư phụ, chuyện năm ấy là tại con. Lão Tăng, người đúng là có sai, nhưng người nghĩ có thể dùng cái chết để bù lại tội lỗi đó sao? Mật Phật không đáp. Lão Tăng nói với cổ bàn, nhiều năm qua ta vẫn đợi y kể hết chân tướng cho cậu, nào ngờ y chưa từng có ý định đó. Thôi, để lão nạp nói vậy. Cổ bàn, y không phải cha ruột cậu. Cổ bàn nheo mắt, ông nói gì? Diệp Quân cũng không hiểu gì hết. Lão Tăng, mẹ của cậu là con gái của một nhà nông thuộc mật tông ta, khi xưa vừa gặp đã yêu một thanh niên làng bên, cuối cùng sinh ra cậu. Nhưng vì tổ tiên hai làng không ưa nhau nên đời đời đều xem nhau như kẻ thù, mẹ cậu không dám tiết lộ cha cậu là ai. Bị ông ngoại cậu gặng hỏi mãi. Mẹ cậu đành nói bừa rằng cậu là con của thiện mật tăng nhân mật tông ta. Cổ bàn ngây ra như phỗng. Lão tăng tiếp tục, năm đó thiện mật cũng còn trẻ, tu hành chưa đến nơi, khăng khăng không chịu thừa nhận, còn muốn trích máu nhận thân. Mẹ cậu vì bảo vệ mà lao đầu tự sát. Ông thở dài nặng nề, thiện mật thấy vậy thì hối hận khôn nguôi. Mật tông ta tu hành Phật Pháp, chú trọng từ bi vi hoài. Những năm này y vẫn luôn tự trách mình trước kia đã quá để ý đến danh tiếng bản thân, nếu có thể tìm cách xử lý khác thì đã giữ được mẹ cậu. Cổ bàn ngây dại, sao lại thế được? Bỗng sắc mặt gã vặn lại, một luồng khí tức hùng hậu ùa ra từ trong cơ thể, nhưng vừa đến gần lão tăng thì đã biến mất. Lão tăng không ra tay đáp trả mà chỉ nói, chuyện này đã trở thành tâm bệnh của thiện mật. Y cho rằng nếu năm xưa có thể dùng cách khác thì mọi chuyện đã không như vậy. Cậu có còn nhớ vì sao cậu bỗng nhiên có được vô số kỳ ngộ không? Cổ bàn chỉ biết nhìn ông chân chối. Lão tăng thở dài, lại quay sang mật Phật, thiện mật, người tu luyện Phật Pháp cho đến giờ, chẳng lẽ vẫn chưa rõ? Chuyện năm ấy không phải do ngươi,
cần gì phải tự vân khốn mình, lại càng không nên dùng cái chết để giải thoát. Dù làm người hay làm Phật, mượn tay người khác để trừng phạt mình đều là ngu xuẩn, hiểu chưa? Ông lại nói với Cổ Bàn, thí chủ, Thiện Mật hổ thẹn trong lòng nên sẽ luôn tha thứ cho cậu. Sở dĩ không nói ra chân tướng vì y sợ cậu lại tìm đến làng bên báo thù, khi ấy oan oan tương báo, biết bao giờ chấm dứt. Vì vậy y lựa chọn tự gánh vác đoạn nhân quả này. Hôm nay cậu đã đạt đến thần cảnh, thừa sức tự bảo vệ bản thân, ân oán năm xưa cũng nên xóa bỏ rồi. Cổ Bàn chỉ hỏi, cha ruột ta là ai? Gã biết người mạnh như lão tăng này sẽ không thèm nói dối, chưa kể nếu ông ấy muốn giết gã thì đã ra tay dễ như bỡn rồi. Lão tăng lắc đầu, người đó tuy cũng tu hành nhưng không đi được xa, đã chết từ lâu lắm rồi. Cổ Bàn không nói gì. Lão tăng tiếp tục, chuyện đã đến đây, nên chấm dứt mọi thù hận đi thôi. Sau một hồi im lặng, Cổ Bàn mới nói, đi thôi. Diệp Quân gật đầu. Hai người vừa định nhấc chân thì Cổ Bàn dừng lại, hỏi mật Phật, hồi xưa ta từng ngã xuống sơn cốc, may mà không chết, lại tìm được một quyển công pháp tu hành trong hang động. Là ông đặt nó ở đó đúng không? Mật Phật gật đầu. Cổ Bàn trầm tư hồi lâu, Đại Hòa Thượng, đáng lẽ ông nên nói cho ta từ sớm. Mật Phật, nói ra, để cậu đi trả thù ngôi làng kia sao? Cổ Bàn, chẳng lẽ gã đàn ông kia không đáng chết? Mật Phật thở dài, thật ra hắn không hề bỏ rơi mẹ con cậu. Ta từng vì áy náy mà đi điều tra, mới biết được hắn khi xưa đột ngột rời đi là để tu hành, muốn luyện thành bản lĩnh rồi đón mẹ con cậu về. Hắn biết nếu không có tài cán thì không thể hóa giải được ân oán giữa hai làng. Trái tim Cổ Bàn đánh cái thịch. Mật Phật, sở dĩ ta không cho cậu biết vì cậu đã bị thù hận làm mờ mắt, có nói ra cậu cũng không tha thứ cho hắn hay ngôi làng. Cậu tìm ta báo thù dù gì cũng tốt hơn là tìm bọn họ. Cổ Bàn nhắm mắt, nhưng mẹ của ta chết oan ức quá. Mật Phật chắp tay lại, mẹ cậu cố tình nói ta là cha đứa trẻ, cốt là để mượn tay ta và Mật Tông để bảo vệ hai mẹ con, hóa giải ân oán hai làng. Nhưng khi ấy sư phụ bế quan, ta tu vi không đủ, vốn không muốn can dự vào thế tục. Ta cho rằng mọi chuyện đều có nhân quả, người tu hành không nên tham gia vào ân oán thế gian. Ông ấy lắc đầu, đến khi mẹ cậu tự vẫn, ta mới hiểu rằng thấy chết mà không cứu là sai lầm, tu hành mà vương vấn thế tục cũng là sai lầm. Ta đã sai, lại càng thêm sai. Cổ Bàn bỗng nói, chuyện này không liên quan đến ông. Mật Phật nhìn sang, nghe gã nói, không phải lỗi tại ông, nếu có thì phải là tại cha mẹ ta đều sinh nhầm thời đại. Nói thật, nếu ta là ông thì cũng sẽ mặc kệ. Nhưng ông lại âm thầm làm nhiều việc như vậy. Đã là rất tuyệt rồi. Đoạn gã xoay người đi, xin lỗi vì trước kia, Đại Hòa Thượng. Rồi cùng Diệp Quân biến mất. Mật Phật bỗng mỉm cười, yêu tu nhiều năm biến mất, Phật quang tỏa sáng. Ông trở thành mệnh thần. Đạt đến cảnh giới của thần mà không cần dựa vào ý chí thần linh. Chấm. Bên kia. Cổ Bàn đi một hồi thì ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, thì thầm, từ lúc biết nhớ chuyện. Ta đã sống chỉ để báo thù, nào ngờ mọi chuyện hóa ra là thế. Cảm giác như cả đời chỉ như một giấc mộng. Diệp Quân, ít nhất thì cũng có một kết cục tốt, đúng không? Cổ Bàn nhìn sang, thấy hắn cười nói, cha huynh cũng đâu phải một kẻ hèn nhát, nhỉ? Cổ Bàn bật cười, có vẻ là vậy. Diệp Quân, mẹ huynh không nhìn lầm người, vậy là đủ rồi. Cổ Bàn gật đầu, hít vào một hơi thật sâu. Mẹ ta mà biết chắc cũng sẽ yên lòng. Diệp Quân gật gù, vậy Cổ huynh có kế hoạch gì tiếp theo? Cổ Bàn, ta vốn chỉ sống vì báo thù, làm tất cả để báo thù, nay thù này không cần báo nữa, cảm giác trống vắng ghê. Diệp Quân, thế thì đi gầy dựng sự nghiệp đi. Cổ Bàn lại nghe hắn nói, ta chuẩn bị đến chúng thần điện học tập. Cổ Bàn, cuối cùng huynh cũng muốn lật đổ trật tự của thần đúng không? Diệp Quân lắc đầu, chưa chắc. Cổ Bàn không hiểu. Diệp Quân cười, nếu trật tự của họ tốt đẹp thì ta lật đổ làm gì? Cổ Bàn ngẫm nghĩ, vậy thì đến đó một chuyến xem. Diệp Quân, hai ta cùng đi. Cổ Bàn cười to, không, ta định đi chơi đây đó trước, một hồi sau sẽ tìm huynh. Nói rồi hóa thành tia sáng biến mất. Diệp Quân cảm nhận được khí tức của gã đã biến hóa mãnh liệt.
Tông Tín lên tiếng, vị huynh đệ này của ngươi đã giải tỏa được hút mắc trong lòng rồi, sau này chỉ còn lại đại đạo, tiền đồ vô lượng đây. Diệp Quân cười, đúng thế. Tông Tín, ngươi đến chúng thần điện có mục đích gì không? Chẳng lẽ chỉ để đi học? Diệp Quân gật đầu, đương nhiên là để học rồi. Tông Tín, ta không tin. Diệp Quân cười khà khà, hóa thành kiếm quang biến mất ở xa. Hắn dừng lại ở một vùng tinh không, thấy quan tư pháp Nam Tiêu mỉm cười chào hỏi. Diệp công tử, đã chuẩn bị xong rồi. Diệp Quân gật đầu. Nam Tiêu, vậy cùng lên đường thôi. Diệp Quân, được. Hai người biến mất. Một tháng sau, đã đến chúng thần điện. Chúng thần điện. Lúc đến chúng thần điện, tất nhiên Diệp Quân phải cố gắng tìm hiểu sơ lược về nó, nhờ nói chuyện với Nam Tiêu, hắn biết được một vài chuyện liên quan đến chúng thần điện. Chúng thần điện nằm ở tinh vực chúng thần, nơi đây tụ hội các vị thần, đứng đầu của từng vùng vũ trụ, mà thần ở nơi đây cũng được chia theo cấp bậc, theo thứ tự là thần cấp thấp, thần cấp cao, chủ thần, mệnh thần và thần điện chủ. Mặc dù thần cấp thấp có cấp bậc không cao ở đây, nhưng nếu để họ ra ngoài thì đều thành nhân vật khủng bố trong vô số vùng vũ trụ. Giống như ở điểm giao hư chân, Ngôn Vương kia phách lối vô cùng, bên người còn có mấy chục tùy tùng là cường giả thần cảnh, nhưng vẫn không có tư cách tiến vào chúng thần điện. Có thể tưởng tượng được chúng thần điện này tuyển người nghiêm ngặt đến mức nào. Còn thần cấp cao là chỉ những người có thần trùng trong cơ thể đã chuyển sang màu vàng. Nó đại diện cho việc người đó có thể hấp thu được nhiều sức mạnh ý chí của thần minh hơn, ngoài ra sức mạnh ý chí thần minh của họ cũng không giống bình thường, nó mạnh mẽ hơn nhiều, đồng thời còn có thể áp chế được các thần cấp thấp. Mà chủ thần là những người đã có thần vị, ngoại trừ có thể hấp thu được sức mạnh ý chí thần minh màu tím mạnh mẽ hơn, thì có thể thành lập tượng thần của mình ở các vùng vũ trụ, hấp thụ sức mạnh tín ngưỡng từ chúng sinh, dùng nó để tăng cường cho tín ngưỡng, ý chí thần minh của bản thân. Chủ thần ở chúng thần điện cũng đã có thể làm bá chủ một phương nơi đây, không chỉ có thực lực khủng bố, mà quyền lực cùng thấu trời. Còn mệnh thần thì lại là một nhóm người khá đặc thù, bọn họ không dựa vào tín ngưỡng ý chí thần minh để thành thần, mà bọn họ dựa vào sức mạnh của bản thân để thành thần, nhưng cuối cùng không biết nguyên nhân gì mà lại đi đầu phục cho ý chí thần minh. Sức mạnh của bọn họ cũng không hề giống với những thần bình thường. Bởi vậy nên thần bình thường dù có cấp bậc cao hơn cũng không thể áp chế được bọn họ, hơn nữa, ý chí thần minh, vô cùng ưu ái cho những người tự dựa vào sức mình để thành thần như bọn họ, nên đã cho bọn họ một sức mạnh tín ngưỡng có màu đơn sắc đặc biệt, điều này cũng khiến họ mạnh mẽ hơn. Bởi vậy mệnh thần ở đây là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt, bọn họ chỉ nghe lệnh của thần sứ. Thần sứ chính là một loại hóa thân của ý chí thần minh, rất ít khi xuất hiện. Còn thần điện chủ chính là cấp bậc tồn tại cao nhất ở chúng thần vực, cũng coi như là người thống trị nơi đây, toàn bộ chúng thần vực chỉ có một vị đế thần, còn thực lực ra sao thì không rõ. Điều đáng nói là thần điện chủ thường cũng đảm nhiệm chức thần sứ, bởi vì mỗi khi có ý chí thần minh truyền xuống, thần điện chủ luôn là người đầu tiên biết được. Sau khi hiểu rõ, Diệp Quân phát hiện toàn bộ chúng thần vực chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ, địa vị rõ ràng. Ở đây phân chia địa vị quá gay gắt. Thần cấp thấp không thể ngỗ nghịch với thần cấp cao, tuy thần cấp cao cũng không được tùy ý sinh sát thần cấp thấp, thế nhưng bọn họ cũng có thể nghĩ ra đủ loại cách để chơi đùa người khác đến chết. Hắn cũng nhận ra từ lời kể của Nam Tiêu rằng Nam Tiêu thuộc tầng lớp thần cấp cao, tất nhiên địa vị của y cũng không giống với những thần cấp cao bình thường, bởi vì y còn kiêm nhiệm cả chức quan tư pháp, đây là một bộ ngành đặc thù khác, chuyên phụ trách đối phó với những thành phần chống xã hội. Thần cấp cao có rất nhiều người. Thế nhưng y thuộc tầng lớp quyền lực nhất. Chức cao quyền lớn. Diệp Quân cũng biết hiện tại Nam Tiêu đang định tranh chức chủ thần. Ở chúng thần vực, chủ thần chỉ có 7 người, đây là 7 vị trí cố định, một củ cải chỉ được một cái hố, mà lần này sở dĩ y có suy nghĩ muốn tranh chức là vì chủ thần trước đã bị đại bá Tiêu Giao Tử giết chết, bởi vậy bây giờ cần tuyển thêm một chủ thần khác. Chỉ cần có người trở thành chủ thần hợp pháp mới thì có thể nhận được sức mạnh ý chí thần minh. Chuyện này với Nam Tiêu mà nói chính là cơ hội nghìn năm có một, bởi vì không chỉ sẽ nhận được nhiều sức mạnh to lớn hơn, mà còn có thể có được nhiều quyền lực không tưởng hơn. Trên đường đến thành chúng thần, Nam Tiêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, Diệp Huynh, Huynh thông minh, nên Huynh nói thử xem lần này ta tranh chức chủ thần này có nhiều cơ hội thắng lợi không?
Diệp Quân hỏi, trừ huynh ra thì còn ai cùng cạnh tranh nữa? Nam Tiêu nói, Khuất Tấn, Qua Hàn, bọn họ một là chấp pháp vệ, một là quân cận vệ trông coi thần minh, đó là đối thủ lớn nhất của ta. Diệp Quân hỏi, chấp pháp vệ, huynh nói kỹ hơn đi. Nam Tiêu gật đầu, nói theo lý thì ta thuộc về bộ ngành tư pháp, còn họ thuộc về chấp pháp. Lúc đối ngoại thì giữa chúng ta không có gì khác nhau, chỉ cần là thành phần chống đối xã hội thì chúng ta đều có quyền xử lý. Nhưng trong nội bộ thì khá là khác biệt, bọn họ chỉ có quyền chấp pháp, không có quyền định tội, ví như nếu trong bộ ngành chúng ta có người phạm phải thần minh pháp thì lúc đó bọn họ chỉ có quyền bắt giữ, không có quyền định tội, quyền đó thì thuộc về ta. Nói cách khác thì quyền định danh luật pháp thần minh cuối cùng do ta nắm giữ. Diệp Quân nhìn về phía Nam Tiêu, hơi ngạc nhiên, quyền lợi của Nam huynh rất lớn. Nam Tiêu khẽ mỉm cười, quyền lợi gì chứ, đều vì phục vụ thần minh thôi. Diệp Quân bật cười, sau đó hỏi, vậy quân cận vệ thì sao? Nam Tiêu nói, bọn họ không có quyền chấp pháp, cũng không có quyền định tội, chỉ phụ trách bảo vệ an toàn chúng thần vực và các tinh vực xung quanh, tất nhiên những quân cận vệ này cũng không dễ chọc vào. Diệp Quân hỏi, là sao? Nam Tiêu trầm giọng nói, đãi ngộ của quân cận vệ rất rất tốt, chỉ thua thân vệ của thần điện chủ, rất nhiều người muốn gia nhập vào bọn họ. Chuyện này cũng khiến những quân cận vệ được tuyển chọn kia đều có thân phận không tầm thường. Bởi vì nếu là người thường đã không thể vào quân cận vệ được. Diệp Quân hiểu ra, nói, bộ ngành quyền quý. Nam Tiêu gật gật đầu, đúng thế. Nam Tiêu nói, mà lần này một vị chủ thần đã ngã xuống, để chống một vị trí, đối với ta, Khuất Tấn và Qua Hàn đều là cơ hội nghìn năm mới có, mà ta đã nhận được tin tức rồi, người phía trên thật ra khá là đứng về phía ta. Nói đến đây, y nở nụ cười, dù sao những năm gần đây ta là người có công lớn nhất. Diệp Quân chỉ trầm mặc, không nói gì. Thấy Diệp Quân im lặng, Nam Tiêu quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, Diệp huynh, huynh có gì thì cứ nói thẳng, không cần khách sáo đâu, ta thật lòng muốn nghe suy nghĩ của huynh. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi nói, Nam huynh, ta nói ra suy nghĩ của mình, nếu có chỗ nào không hay thì huynh cứ nghe rồi cười cho qua là được. Nam Tiêu cười nói, huynh đệ nói gì vậy, huynh chịu nói là đã quan tâm ta, ở chỗ của ta tuyệt đối không có những chuyện qua loa ấy. Diệp Quân cũng khẽ cười, sau đó nói, suy nghĩ của ta là như thế này, người ở phía trên đều yêu quý huynh thật ra lại không hẳn là một tin tức tốt. Nam Tiêu không hiểu, tại sao? Diệp Quân nói, bởi vì lúc huynh biết tin tức này thì bên Khuất Tấn và Qua Hàn chắc hẳn cũng đã nhận được tin. Khi bọn họ nghe được tin đó, chắc chắn bọn họ sẽ liên thủ đối phó huynh. Nam Tiêu ngẩn người, đúng là y không nghĩ đến khả năng này. Diệp Quân tiếp tục phân tích, để đối phó huynh, bọn họ chắc chắn sẽ dội nước bẩn, tìm chỗ sơ hở của huynh. Mặc kệ họ vô tội với bẩn gì thì cuối cùng huynh chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động, lúc ấy đừng nói là vị trí chủ thần, ngay cả vị trí hiện tại của huynh cũng sẽ gặp nguy. Nam Tiêu trầm giọng nói, bọn họ sẽ không thất đức đến vậy chứ? Diệp Quân cười nhìn y, không nói gì. Nam Tiêu cười khổ. Diệp Quân nói tiếp, trừ khi là người đứng đầu trực tiếp chọn huynh, nếu không thì chắc chắn sẽ xuất hiện tình hình như vậy, nhìn chung thì trong lịch sử luôn xuất hiện tình trạng như vậy. Nam Tiêu im lặng một lát rồi nói, vậy theo huynh. Diệp Quân nói, chủ động lui ra. Nam Tiêu sửng sốt. Diệp Quân nghiêm túc nói, huynh chủ động lui ra. Nam Tiêu nhíu mày lại, ý của Diệp huynh là ta chủ động rút lui, để bọn họ tranh đấu. Diệp Quân gật gật đầu, giữa Khuất Tấn và Qua Hàn cũng có mâu thuẫn, nhưng bởi vì chuyện của huynh nên bọn họ sẽ tạm thời bỏ xuống những chuyện vặt vãnh, liên thủ với nhau đối phó với huynh trước. Mà sau khi huynh bị hất lui, bọn họ sẽ vì tranh giành vị trí chủ thần này mà xảy ra mâu thuẫn lớn hơn, lúc ấy huynh không rút lui thì sẽ thành đối tượng để họ trút giận. Nam Tiêu trầm giọng nói. Đúng là làm vậy sẽ không bị nhầm vào, nhưng chủ thần. Diệp Quân nói, Nam huynh, lúc trước không phải huynh đã khẳng định mình có công lớn nhất à? Nam Tiêu gật gật đầu, đúng thế. Diệp Quân cười nói, vậy thì đơn giản rồi, huynh có thể đổ thêm dầu vào lửa, để mâu thuẫn giữa họ tăng cao, tốt nhất là phải một sống một chết, trở thành tử địch. Như thế thì nếu huynh là người bên trên, huynh sẽ lựa chọn thế nào? Ánh mắt Nam Tiêu sáng lên,
lúc ấy nếu bên trên chọn Khuất Tấn hay Qua Hàn thì chắc chắn họ đều không phục, sẽ xảy ra chuyện lớn hơn. Sau lưng bọn họ đều có phe phái của riêng mình, nếu tranh đấu với nhau thì không còn là chuyện của hai người nữa, mâu thuẫn cũng vì đấy tăng cao hơn. Đó chắc chắn là chuyện người bên trên không muốn thấy, lúc ấy bọn họ sẽ nghĩ đến ta, ta là người lấy đại cục làm trọng như thế. Ta tốt như thế. Nói đến đây, y không khỏi bắt đầu cười ha ha, nếu Qua Hàn và Khuất Tấn đã loạn cào cào lên, lúc đó chọn ta thì dù bọn họ cũng không cam tâm, nhưng chắc chắn vẫn có thể tạm chấp nhận được. Diệp Quân gật gật đầu, gần như là vậy. Đột nhiên nhìn về phía Diệp Quân, Diệp huynh, nếu lỡ bọn họ không tranh nhau mà vẫn muốn giải quyết ta thì sao đây? Diệp Quân cười nói, vậy thì hỏi bọn họ là huynh đầu hàng thua được không? Nam Tiêu. Diệp Quân đột nhiên vỗ vỗ vai Nam Tiêu, mỉm cười nói, dù là thời đại hay nền văn minh nào, chỉ cần là làm quan, dính đến đường tương lai của mình, thì đều sẽ nổ ra tranh đấu một sống một còn. Đây là thứ đã khắc vào xương tủy rồi. Cũng là, đạo, là, quy luật, càng là, nhân tính, trừ khi bọn họ coi quyền lực như đống rác, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ tranh đấu. Nam Tiêu dẫn Diệp Quân đến thành chúng thần vô cùng tráng lệ. Cả thành được xây dựng trên một đỉnh núi cao chót vót, phía sau đỉnh núi này là dãy núi vô tận, tường thành của thành chúng thần cũng nối tiếp nhau, kéo dài đến tận cuối tầm mắt theo dãy núi. Những tòa nhà trong thành chúng thần này lớn hơn những kiến trúc mà Diệp Quân từng thấy trước đây, có rất nhiều tòa nhà cao tầng sừng sững, người đi lại trong đó giống như kiến đi qua thành phố của loài người, cực kỳ nhỏ bé. Có hàng chục tỷ sinh linh sống trong thành chúng thần. Ngoài ra có mấy chục vạn thành phố lớn nhỏ ở trong tinh vực xung quanh thành chúng thần, đây đều là các thành chư hầu của thành chúng thần. Trong thành phố và trên đường phố, Diệp Quân tò mò nhìn những kiến trúc xung quanh, những kiến trúc đó đều có lịch sử lâu đời, trên đó có đầy dấu vết của thời gian. Không ai biết nền văn minh ý chí thần minh đã trải qua bao nhiêu năm lịch sử, hắn chỉ biết lịch sử của chúng thần điện kéo dài gần hàng trăm vạn năm. Hơn nữa Diệp Quân còn biết được một tin tức đáng ngạc nhiên, đó là chúng thần điện này chỉ là một phân điện. Thật ra trong tinh hệ chúng thần có 5 ngôi chúng điện thần, chỗ của mấy người Nam Tiêu gọi là Nam chúng thần điện, ngoài Nam chúng thần điện, còn có Bắc chúng thần điện, Tây chúng thần điện, Đông chúng thần điện, Trung chúng thần điện, trong đó thế lực có thực lực mạnh nhất là Trung chúng thần điện, nơi đó cách đây tương đối xa. Tin tức này khiến Diệp Quân ngạc nhiên, đây là điều hắn không ngờ tới. Hắn vẫn đánh giá thấp chúng thần điện này rồi. Ngoài ra, trong tinh hệ chúng thần đã có một chuỗi sinh thái hoàn chỉnh, có chế độ của mình, có luật pháp của mình, có nền văn minh của mình. Điều khiến Diệp Quân ngạc nhiên là nơi này còn có chế độ tuyển dụng và chế độ loại bỏ. Nói cách khác, cho dù ngươi có trở thành chủ thần thì cũng không cố định, sẽ có khảo sát, nếu không qua khảo sát thì ngươi sẽ bị loại. Không chỉ chủ thần như thế, cho dù là thần điện chủ cũng như thế. Ngươi không cố gắng thì sẽ thụt lùi. Vô cùng nghiêm khắc. Nhiệm vụ khảo sát của họ cũng rất đơn giản, đó là chinh phục nhiều vũ trụ hơn, làm cho nhiều sinh linh tín ngưỡng họ hơn, tín ngưỡng ý chí thần minh. Tất nhiên họ không cần những kẻ yếu, họ chỉ cần những người có tiềm năng, tức là các cường giả có hy vọng trở thành thần, đây là mục tiêu của họ. Các cường giả cảnh giới mệnh thần đó thì càng hiếm thấy, nếu có thể thu phục được một cường giả như thế thì là thành tựu cực kỳ to lớn. Đối với những nền văn minh vũ trụ mới được phát hiện, họ thường sẽ dụ dỗ, dùng ý chí thần minh để dụ dỗ những nền văn minh vũ trụ đó, để họ chủ động rơi vào vòng tay của các thần minh, tất nhiên nếu ngươi không muốn thì họ chỉ có thể thu phục ngươi bằng vũ lực. Trong lúc nói chuyện với Nam Tiêu, Diệp Quân cũng hiểu sự khác nhau giữa kẻ dị đoan và kẻ tiết độc. Kẻ dị đoan là những người không tuân theo ý chí thần minh, những người này có tín ngưỡng và nền văn minh của riêng mình, nhưng nhìn chung họ không đối đầu với nền văn minh ý chí thần minh, họ hy vọng hòa bình. Những người này không có tội ác tày trời gì ở chúng thần điện, có thể được tha thứ, tất nhiên điều kiện tiên quyết là sẵn sàng rơi vào vòng tay của thần minh. Kẻ tiết độc thì lại khác. Kẻ tiết độc là những người không kiêng dè gì đối đầu với ý chí thần minh, muốn lật đổ nền văn minh thần minh. Những người này sẽ có tội chết ở chúng thần điện. Nói một cách nghiêm khắc thì hắn là kẻ tiết độc. Nhưng chuyện này chỉ có Nam Tiêu biết thôi, lời thề của Diệp Quân đã được ghi lại ở chỗ Nam Tiêu, bây giờ Nam Tiêu đã hủy rồi. Nói cách khác, bây giờ hắn là người rất trong sạch.
Quyền giải thích cuối cùng ở chỗ Nam Tiêu. Nam Tiêu rất coi trọng Diệp Quân, mặc dù có sự ủng hộ từ những ở trên nhưng y biết rất rõ rằng mình cần phải lập ra thế lực của riêng mình, còn Diệp Quân, thái độ của y là lôi kéo kết giao, vì y nghĩ chuyện này không chỉ là một chuyện tốt với y, còn là một chuyện tốt với chúng thần điện, thậm chí là cả ý chí thần minh. Dù sao đại bá của Diệp Quân cũng rất có thực lực. Nếu có thể kéo đại bá của Diệp Quân đến chúng thần điện. Nghĩ thôi cũng đã thấy kích thích. Thế nên y không ngần ngại vi phạm thần pháp để xóa án tích của Diệp Quân, bởi trong thâm tâm y, y làm thế đều là vì chúng thần điện, vì ý chí thần minh. Thần minh có thể tha thứ cho y. Trên đường đi, Nam Tiêu bỗng nói, Diệp huynh, để tránh phiền toái không đáng có, ta tuyển huynh đến làm trưởng mật sứ của ta, chức vụ này đã có biên chế, mỗi tháng có thể nhận được 1.300.000 viên đá hư chân, chức vụ thấp nên mong Diệp huynh đừng chê. Huynh yên tâm, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp cho huynh, với thực lực và tài năng của Diệp huynh, muốn trở thành đế thần cũng không phải là không thể chứ đừng nói là chủ thần. Diệp Quân cười nói, chê với không chê gì chứ, Nam huynh nói gì thế, ta sợ thân phận này của ta sẽ gây phiền phức cho huynh ấy chứ. Nam Tiêu cười nói, chuyện này thì huynh yên tâm, hồ sơ của huynh chỉ ở chỗ của ta, nhưng bây giờ ta đã hủy rồi nên huynh là người trong sạch, ai dám nói huynh là kẻ tiết độc. Huynh có thể kiện hắn, có ta ở đây, huynh cứ làm gì thì làm. Diệp Quân. Nam Tiêu có phủ đệ riêng của mình ở thành chúng thần, hơn nữa còn rất lớn, Nam Tiêu dẫn Diệp Quân đi thẳng về phủ đệ của mình, sau khi sắp xếp cho Diệp Quân xong, y chuyển hết sách vở trong phủ đến viện của Diệp Quân theo ý của hắn. Nam Tiêu cười nói, Diệp huynh, tất cả sách đều ở đây rồi. Diệp Quân ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, Nam huynh, thế này thì sao? Chúng ta âm thầm coi nhau như huynh đệ, nhưng khi có người ngoài thì ta gọi huynh là đại nhân, như thế có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nam Tiêu nhìn Diệp Quân, thầm nghĩ người này còn trẻ nhưng cách làm người gì đó đều rất lão luyện. Y không từ chối, chỉ gật đầu, được, vậy bình thường chúng ta gọi nhau là huynh đệ. Diệp Quân cười, được. Nam Tiêu cười nói, huynh có chuyện gì thì có thể dặn dò với người làm của ta bất cứ lúc nào. Ta phải báo cáo công việc, có thể sẽ về muộn một chút. Diệp Quân gật đầu, ừ. Sau khi Nam Tiêu rời đi, Diệp Quân bắt đầu đọc những cuốn sách đó. Hắn cần phải hiểu rõ hơn về vực chúng thần này và nền văn minh ý chí thần minh. Mỗi nền văn minh hùng mạnh đều phải có những điểm đặc biệt. Điều hắn cần làm bây giờ không phải là chinh phục từng nền văn minh vũ trụ, mà là nên học hỏi từ các nền văn minh xuất sắc khác, sau đó sử dụng nó để hoàn thiện nền văn minh của mình. Hiện giờ vũ trụ quan huyên cũng không nên tiếp tục mở rộng nữa, mà nên phát triển vững vàng. Chấm. Sau khi chuẩn bị, Nam Tiêu đến điện chủ thần. Mỗi vị chủ thần trong số 7 vị chủ thần đều có thần điện của riêng mình, thần điện mà y đến lần này là thần điện của thường vũ chủ. Cấp bậc của 7 vị chủ thần đều giống nhau nhưng quyền lợi lại khác nhau. Trong đó, người có quyền lợi lớn nhất là chủ thường vũ thần, cũng là trợ lý của thần điện chủ. Ông ta có quyền lợi hơn những vị chủ thần khác, tất cả các vị thần cao cấp ở bên dưới đều do ông ta phụ trách. Sau khi vào điện chủ thường vụ thần, Nam Tiêu có cảm giác trống rỗng, cả đại điện rất trống trải và rộng lớn, cuối tầm mắt y chỉ có một chiếc ghế thần. Ghế chủ thần. Đây cũng không phải là vật bình thường, mà là thần khí siêu cấp. Một vị chủ thần ngồi trên ghế chủ thần của mình, thực lực người đó phát huy mạnh hơn các cường giả cùng cảnh giới ít nhất 10 lần. Người ta hay gọi là, sức mạnh của quan viên. Nam Tiêu cung kính chào ghế thần đó, sau đó bắt đầu báo cáo công việc năm nay. Tất nhiên, y đã che giấu chuyện bên đế vực, nhất là chuyện về cái chết của chủ thần đó, y đều che giấu. Chỉ nói gặp được vài dị đoan ở bên đó, nhưng đều đã giải quyết hết rồi. Sau khi báo cáo xong, y đợi một chút, không có lời đáp lại. Nam Tiêu im lặng một lát, mới nói. Thường vụ chủ thần, thuộc hạ còn có một việc nữa, thuộc hạ được biết cấp trên đề cử ta làm chủ thần mới, thuộc hạ vô cùng biết ơn các vị chủ thần đã công nhận thuộc hạ như thế, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ta quyết định từ bỏ quyền được đề cử. Im lặng một lúc, một giọng nói bỗng vang lên, tại sao? Nam Tiêu nói, quyết định của thuộc hạ không phải là nhất thời mà sau khi xem xét toàn diện về sự phát triển cá nhân của ta, sự ổn định của chúng thần điện và lợi ích của chúng thần điện. Hiện giờ xét về thành tích chung của Nam chúng thần điện,
vẫn có sự cách biệt với các chúng thần điện khác, hơn nữa còn có một vị chủ thần vừa chết, lúc này nếu có nội chiến thì sẽ vô cùng bất lợi cho chúng điện thần chúng ta. Hơn nữa, thuộc hạ chỉ muốn làm tốt công việc của mình, quả thật không muốn bị cuốn vào bất kỳ cuộc tranh đấu nào cả, thế nên vì bản thân, vì chúng thần điện, thuộc hạ sẵn sàng rút khỏi cuộc tranh cử chủ thần. Đại điện rơi vào im lặng một lúc, giọng nói đó lại vang lên, ta biết ngươi lo lắng, ta sẽ xem xét chuyện này, ngươi ra ngoài đi. Nam Tiêu cung kính chào, sau đó đi ra ngoài. Lúc ra ngoài, khóe mắt y liếc nhìn xung quanh. Trong điện này có quan viên ghi chép, vì là việc công nên phải ghi chép lại. Y biết không lâu nữa, bên ngoài sẽ biết chuyện y muốn rút khỏi cuộc tranh cử chủ thần. Sau khi rời khỏi đại điện, Nam Tiêu nhìn ra ngoài, y hít sâu một hơi, y không nắm chắc hoàn toàn với suy đoán của Diệp Quân. Nếu y rút lui, ngược lại cho hai tên kia cơ hội, thì y cảm thấy rất đau lòng. Ít nhất trong 1000 năm sau này, y không có cơ hội phát triển thêm một bước nữa. Nhưng y vẫn tin Diệp Quân. Đánh cược một lần. Đánh cược thắng thì tốt, thua cược cũng chẳng sao, dù sao cũng không phải chết. Tất nhiên quan trọng nhất là y cảm thấy Diệp Quân nói có lý. Chấm. Trong chúng thần điện. Giọng của chủ thường vụ thần bỗng vang lên, thế nào? Sau đó giọng một vị chủ thần vang lên, ngoài mặt thì tỏ ra là vì đại cục, rộng lượng, nhưng... Nói rồi giọng nói đó ngừng lại, sau đó lại nói, không tranh đấu cũng là một kiểu tranh đấu, để bản thân nằm ngoài sự việc, ngư ông đắc lợi, một cách khôn ngoan. Chủ thường vụ thần nói nghe thử xem. Giọng nói đó nói, có thể đồng ý với hắn trước để hắn rút lui, gây áp lực cho hắn rồi xem biểu hiện của hắn, xem thử hắn có thể giữ bình tĩnh hay không. Tất nhiên điều quan trọng nhất là xem biểu hiện của hai người còn lại rồi chọn ra người giỏi nhất. Chủ nhân thường vụ lại nói, được. Trong Nam Tiêu Phủ, mỗi ngày Diệp Quân đều đọc rất nhiều loại sách, nhưng điều khiến hắn tiếc nuối là đa số sách trong vũ trụ này là về ca ngợi. Dĩ nhiên là ca ngợi ý chí thần minh. Tang Mi bỗng xuất hiện trong phòng, Tang Mi mặc một chiếc váy dài đơn giản, cô ta có một vẻ đẹp và dáng người tuyệt vời, trông rất trầm lặng. Ẩn hiện như làn khói, nhưng khóe miệng thi thoảng lại nhếch lên, khiến mọi người có ảo giác cô ta là một người rất dễ gần. Tất nhiên cảm giác của Diệp Quân với Tang Mi là rất hiền hòa, rất dễ nói chuyện. Tang Mi ngồi trên bàn làm việc trước mặt Diệp Quân, đôi chân như ngọc bốc lửa chậm rãi đung đưa, cô ta liếc nhìn mấy cuốn sách Diệp Quân đang đọc, cười nói, có cảm tưởng gì không? Diệp Quân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, ở đây ý chí thần minh là tất cả. Điều này là chắc chắn. Bất kỳ ai có lời phản đối khác biệt thì sẽ bị coi là tà giáo và sẽ bị tẩy chay, thậm chí bị tiêu diệt. Tang Mi nói, bình thường thôi, cách thống trị thường thấy. Diệp Quân nhìn Tang Mi, cô nghĩ thế nào? Tang Mi mỉm cười nói, khi nói sự thật trong một vũ trụ có vô số rủi ro thì vũ trụ này nhất định tràn ngập sự dối trá. Diệp Quân trầm ngâm. Tang Mi giơ tay phải ra lắc trước mặt Diệp Quân. Cười nói, nghĩ gì đó. Diệp Quân không suy nghĩ nữa, sau đó nói, hành vi này của chúng thần điện là ý của ý chí thần minh đó thật sao? Ánh mắt Tang Mi hiện lên vẻ ngạc nhiên, tại sao ngươi lại có suy nghĩ này? Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, với hiện tại, ta không nghĩ lề lối của vị thần minh này nhỏ bé như vậy, vì một người có thể sáng tạo ra nền văn minh và chế độ như vậy chắc chắn phải là một người rất vĩ đại. Suy nghĩ và khuôn mẫu của họ chắc chắn không thấp như chúng ta nghĩ. Tang Mi cảm thấy hứng thú, người nghĩ những hành vi này đều không phải là ý tưởng thật của ý chí thần minh mà là tự chúng thần điện làm à? Diệp Quân gật đầu, ừ. Tang Mi dịch đến trước mặt Diệp Quân, cô ta cúi đầu nhìn Diệp Quân, chớp mắt, nói tiếp đi. Diệp Quân có thể cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ trên người Tang Mi, hắn ổn định tinh thần, chính trực nói. Mượn tay của ý chí thần minh để thống trị vũ trụ, mưu lợi cho bản thân. Tang Mi nhìn chằm chằm Diệp Quân, nói vấn đề trước mắt đã, tại sao ngươi lại nghĩ khuôn mẫu ý chí thần minh sẽ không nhỏ như vậy? Là suy đoán hay là còn có căn cứ nào khác? Diệp Quân ngồi tựa vào ghế, sau đó cười nói, xem như suy đoán vậy. Ồ! Tang Mi nói một câu, rõ là rất không hài lòng về câu trả lời này. Diệp Quân lại nói, những cường giả đỉnh cấp ta từng gặp chưa từng sợ người khác mạnh hơn mình, ngược lại sợ người khác không mạnh hơn cơ.
Còn ý chí thần minh đó chỉ dựa vào ý chí của mình đã có thể thống trị được nhiều cường giả như vậy, thế nên ta tin chắc người này không phải là người có nhỏ mọn, tất nhiên đây chỉ là suy đoán của ta. Tang Mi nhìn hắn, cười nói, suy đoán của ngươi khá thú vị đấy. Diệp Quân cười nói, ta muốn thiết lập trật tự, ở một mức độ nào đó, ta cũng xem như là đối thủ của ý chí thần minh này, ta nên tôn trọng và coi trọng đối thủ của mình. Tang Mi nói, theo suy đoán của ngươi, chúng thần điện này hạn chế tư duy của người dân, mọi thứ đều phải đều tuân theo ý chí thần minh, đều là ý của riêng những người này. Diệp Quân cười nói, ta cũng chỉ nghĩ lung tung thôi. Tang Mi nói, ta lại thấy suy nghĩ của ngươi khá thú vị, ngươi nói tiếp đi. Diệp Quân nói, tín ngưỡng của chúng thần điện là ý chí thần minh, cường giả cấp chủ thần có thể thiết lập thần vị, cũng có thể hấp thụ tín ngưỡng, giam cầm suy nghĩ của người dân. Ta không biết có lợi cho ý chí thần minh hay không, nhưng nó chắc chắn sẽ có lợi cho các chư thần của chúng thần điện bên dưới. Nói một cách đơn giản, dưới nền văn minh trật tự này, có một nhóm lợi ích rất lớn, họ tập trung rất đông xung quanh ý chí thần minh, ngoài mặt thì đang phấn đấu vì thần minh, thật ra là mưu lợi cho mình bằng thần minh. Tang Mi nhìn Diệp Quân, nụ cười trên môi dần nhạt đi, cô ta trở nên nghiêm túc hơn, giả sử ý chí thần minh muốn thay đổi tình thế này thì nên làm sao? Không, không, nói cách khác, nếu ngươi là ý chí thần minh, ngươi nên làm gì để thay đổi tình trạng này? Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, rất khó. Tang Mi hỏi, khó thế nào? Diệp Quân nói, thuộc tính văn hóa mà cô nói trước đó, ý chí thần minh này đã hình thành thuộc tính văn hóa này, nếu muốn thay đổi thuộc tính văn hóa này thì phải thay đổi bản chất con người của những người tín ngưỡng, nhưng điều này là không thực tế. Nói rồi hắn dừng một chú. Sau đó lại nói, giống như hoàng đế đế quốc cổ đại trong thế tục, ông ta được thế gia ủng hộ lên ngôi, ông ta đại diện cho lợi ích của thế gia giàu có, mặc dù ông ta biết thế gia giàu có đang ngày càng mạnh, ngày càng đe dọa đến ông ta, nhưng ông khó có thể thay đổi, vì một khi thay đổi sẽ bị một đám người công kích. Tang Mi suy ngẫm. Diệp Quân bỗng nói, ta có hai ý này. Tang Mi nhìn Diệp Quân, hắn cười nói, chỉ nói bừa thôi. Tang Mi mím môi khẽ cười, đừng lo nghĩ nhiều thế, ta không phải là người của chúng thần điện. Diệp Quân gật đầu, sau đó nói, muốn thay đổi tình hình này thì có hai cách, thứ nhất là xé bỏ làm lại từ đầu, đây là cách trực tiếp và đơn giản nhất, nhưng tất nhiên sẽ rất đau lòng. Tang Mi nói, vậy cách thứ hai thì sao? Diệp Quân nói, cách mạng. Tang Mi nhìn Diệp Quân, ý ngươi là cách mạng từ bên trong. Diệp Quân gật đầu. Cách mạng từ bên trong, ủng hộ những tiếng nói khác biệt, để những tiếng nói mới khác biệt này sửa chữa, dĩ nhiên làm thế cũng rất nguy hiểm, vì một khi uốn nắn quá tay thì sẽ không thay đổi được gì. Tang Mi nhìn Diệp Quân, cô ta bỗng cười nói, có phải ngươi muốn làm người khác biệt này không? Diệp Quân lắc đầu, không được. Tang Mi gật đầu, ta hiểu được, bây giờ ngươi làm thế chắc chắn sẽ bị nhóm lợi ích hiện tại chèn ép. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Hơn nữa ngộ nhớ những gì chúng thần điện làm đều là ý của riêng ý chí thần minh, vậy thì ta chỉ có đường chết. Tang Mi nhìn Diệp Quân, cười nói, những gì ngươi vừa nói là không ổn chứ không phải không muốn, nói cách khác ngươi có ý khác, nói ta nghe thử xem. Diệp Quân nói, ta quá yếu, bất kỳ ý tưởng nào cũng đều không có ý nghĩa, vì hiện giờ vị trí của ta không ngang bằng với vị trí của chúng điện thần, việc ta nên làm bây giờ chính là chăm chỉ học hỏi. Cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, chăm chỉ nâng cao hiểu biết của mình. Tang Mi chớp mắt, hiểu biết. Diệp Quân gật đầu, người có trình độ hiểu biết không đủ thì chắc chắn sẽ bị mắc kẹt trong tâm của mình, những gì mọi người thấy chỉ có vài thứ không có ý nghĩa gì. Nói rồi hắn dừng lại, sau đó lại nói, nó giống như ý chí thần minh mà chúng ta nói đến lâu như thế, nhưng ta không nghĩ hiện tại ta đã ở cùng cấp bậc nhận thức với ý chí thần minh. Tất cả những gì ta nói đều dựa trên nhận thức hiện tại của ta. Hành vi vừa rồi của ta hơi giống một người nghèo đang nghĩ về việc một người giàu như thế thì mỗi ngày sẽ tiêu tiền thế nào. Tang Mi mỉm cười nói, những lời ngươi nói có lý, tư duy và nhận thức của một người quyết định độ cao của người đó, nhưng cũng đừng đánh giá thấp bản thân và đánh giá quá cao những thần minh đó. Dù là người hay thần, họ càng mạnh thì ham muốn của họ giống như những hòn đá lăn trên núi cao, càng lăn càng mạnh. Hơn nữa vì họ có sức mạnh rất lớn, cái gọi là pháp luật và đạo đức ở thế tục không có sức ràng buộc với họ nên họ có thể giải phóng ham muốn của mình theo ý muốn,
mặt bẩn thỉu của họ là điều mà thế giới không thể tưởng tượng được. Diệp Quân bỗng hỏi, Tang Mi cô nương, cô có quen với ý chí thần minh này không? Tang Mi lắc đầu, ta không quen. Diệp Quân gật đầu, không nói gì thêm. Tang Mi đi đến một bên, cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ, vươn vai, đường cong cơ thể đẹp đẽ bỗng chốc lộ ra. Diệp Quân chỉ nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt, phụ nữ dù có xinh đẹp đến đâu thì sau khi lột da chẳng qua là 206 chiếc xương. Không có gì đáng để xem cả. Hơn nữa vẫn còn mặc quần áo mà. Tang Mi nói, dạo này ta có chút thu hoạch nhỏ ở trong tiểu tháp, ta chia sẻ cho ngươi nhé. Diệp Quân khá tò mò, thu hoạch gì thế? Tang Mi cười nói, liên kết thời gian. Diệp Quân càng cảm thấy khó hiểu. Tang Mi nói đơn giản chính là dịch chuyển một phần thời gian trong tiểu tháp ra bên ngoài, kết nối nó với thời gian bên ngoài. Diệp Quân chớp mắt, như thế được sao? Tang Mi gật đầu, được chứ? Diệp Quân buông cuốn sách trên tay xuống, vội hỏi, hiệu quả thế nào? Tang Mi cười nói, đạo thời gian của ngươi cao hơn đạo thời gian của thế giới này. Nói cách khác, khi đối thủ của ngươi là một, ngươi đã là hai rồi, các ngươi ở cùng một thế giới nhưng lại không cùng thời gian. Diệp Quân cảm thấy có hứng thú, làm thế nào vậy? Tang Mi chớp mắt, đây chẳng phải là chuyện ngươi nên nghĩ sao? Diệp Quân nói, chẳng phải cô nói muốn chia sẻ cho ta đó sao? Tang Mi nói, ta chỉ chia sẻ suy nghĩ của ta cho ngươi thôi. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Tang Mi cười nói, ta từng làm thử nghiệm, có thể làm được, nhưng cách của ta không hợp với ngươi, ngươi phải tự mình tìm cách. Nói rồi cô ta nhếch môi, tiểu kiếm tu Diệp Quân, suy nghĩ lấy đến này của ngươi rất không tốt nhé. Diệp Quân cạn lời. Tang Mi cười nói, ta ra ngoài đi dạo, ngươi có thể cho ta chút tiền không? Là chân linh tinh. Diệp Quân gật đầu, được, cô cần bao nhiêu? Tang Mi nói, 100 triệu. Gì cơ? Diệp Quân tưởng mình nghe nhầm, ngạc nhiên nói, cô. 100 triệu. Tang Mi chớp mắt, nhiều. Lắm sao? Diệp Quân hỏi ngược lại, không, nhiều à? Tang Mi ngẫm nghĩ, sau đó nói, là lỗi của ta. Diệp Quân gật đầu, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, người phụ nữ này biết mình sai để sửa cũng tốt, lúc này lại nghe Tang Mi nói. Không ngờ ngươi lại nghèo như thế. Diệp Quân tò mò hỏi, cô cần tiền làm gì? Tang Mi reo lên, mua sắm, mua sắm, mua sắm. Diệp Quân. Tang Mi, chúng ta đi dạo đi. Diệp Quân muốn từ chối nhưng đã bị cô ta nắm cánh tay lôi đi, muốn hiểu biết về một nền văn minh thì chỉ đọc sách thôi là không đủ, ngươi còn phải xem nó ra sao nữa. Sách viết chưa chắc đã là thấy, phải tận mắt nhìn thấy mới là thật. Thế là hai người rời khỏi phủ đệ. Trên phố, thành chúng thần là một nơi phồn hoa náo nhiệt, Diệp Quân chưa từng nhìn thấy nơi nào có nhiều tòa nhà chọc trời san sát nhau như muốn đâm thủng tầng mây đến vậy, tòa nào tòa nấu đều được làm từ linh thạch đặc biệt nên càng thêm nguy nga chói lóa. Khi đêm xuống thì ánh sao trên cao dọi vào những kiến trúc này, khiến chất liệu phản chiếu lại ánh sáng nên càng lóa mắt như biển sao thực thụ. Đây chính là văn minh chúng thần. Nam chúng thần điện cai quản rất nhiều văn minh nhưng không có nghĩa là thu nạp vào hết, mà chỉ nhận những cường giả cao cấp nhất và có tiềm năng nhất. Khi văn minh của các cường giả ấy chủ động phụ thuộc vào họ thì họ cũng không từ chối. Vì vậy nên tòa thành này có đủ các thế lực từ thế gia và tông môn của vô số văn minh, tuy đại đa số không gia nhập chúng thần điện nhưng sức mạnh đều không thể xem thường. Họ đã góp công rất lớn trong việc xây dựng thành chúng thần được như ngày hôm nay. Bọn họ liên kết lại xây nên một hệ thống mậu dịch khổng lồ, mua vào giá rẻ ở đây rồi đem bán lại với giá cao ở văn minh của mình, từ đó tuyệt đối khống chế nền kinh tế trong tay. Có lẽ sức ảnh hưởng của họ ở nơi này không lớn lắm, nhưng trở về văn minh của mỗi người thì chắc chắn là bá chủ vô địch. Quảng trường Hạo Hãn. Đây là nơi đông đúc tấp nập nhất thành, diện tích hơn triệu mẫu, còn nằm ở vị trí trung tâm. Diệp Quân biết nó do Thương hội Hạo Hãn lập nên. Mà thương hội này lại là thứ do nhiều thế gia tông môn bắt tay lập nên. Người góp vốn nhiều nhất là nhà họ Quân tiếng tăm lẫy lừng đến từ nền văn minh thập phương bí ẩn. Nghe nói còn có sao 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 của chúng thần điện tham dự nên thương hội này là một thế lực cực mạnh.
Diệp Quân bị sự xa hoa của quảng trường làm cho chấn động. Nó rộng ít nhất mấy trăm nghìn mẫu đất, được lát bằng chất liệu đặc biệt, trông như gạch nhưng lại trong suốt. Quanh quảng trường là 9 ngôi đại điện được xây từ đá trấn kim đắt đỏ. Vốn Diệp Quân không biết nó là gì, sau khi biết nó cực kỳ hiếm gặp, lại còn là một thành phần trong đế khí của hắn thì chỉ thấy toàn thân tê dài. Dầu chảy mỡ. Đây là ấn tượng đầu tiên của hắn. Ngược lại, Tang Mi bên cạnh hắn tỏ ra thờ ơ vô cùng. Diệp Quân thầm nhủ, không hổ là người kiến thức sâu rộng. Bỗng những người trên QTA đồng loạt nhìn về một phía, chỉ thấy một thanh niên đang là lả bay tới. Trong thành cấm ngự không trừ khi được chúng thần điện cho phép, mà người thường thì còn lâu mới được, vì vậy lai lịch người này chắc chắn không phải tầm thường. Người này mặc áo trắng, tay đặt sau lưng, phong thái trang nhã khiến ai nấy đều phải ghé mắt. Nhìn theo y biến mất trong một ngôi đại điện. Diệp Quân lại tiếp tục theo Tang Mi đi về trước, hỏi, Tang cô nương đã đi qua nơi nào xa hoa hơn nơi này chưa? Cô ta gật đầu, nhiều là đằng khác. Diệp Quân, trước kia cô làm nghề gì vậy? Tang Mi chớp chớp mắt, quên mất rồi. Diệp Quân. Tang Mi vừa nhìn thấy cửa hàng bách hóa thì hưng phấn reo lên, đi qua kia mua sắm. Rồi kéo tuột Diệp Quân chạy về phía một đại điện. Diệp Quân. Ban đầu hắn vẫn còn bình thản lắm, nghĩ rằng trong túi mình có mấy triệu chân linh tinh, tuy không gọi là dầu nứt phách nhưng tính ra cũng không ít. Nào ngờ vừa bước vào cửa hàng, cả người hắn đã hóa đá. Đắt vãi. Nhặt đại một món cũng có giá mấy trăm ngàn CLT. Thế là hắn bỗng nhiên thấy mình nghèo đi hẳn. Thôi thế là bốc trúng cửa hàng cao cấp rồi. Tang Mi lập tức nhìn trúng một viên tinh thạch lóng lánh bảy màu. Nhìn rất đẹp, giá cũng đẹp không kém. 3.600.000. Diệp Quân muốn phát điên. Chủ cửa hàng cười nói, cô nương thật là tinh mắt. Đây là viên thất thải đạo thạch, chí bảo của văn minh phù linh, bên trong có 7 loại sức mạnh đại đạo. Ông ta thao thao bất tuyệt như đang ca tụng viên đá lên hàng đệ nhất. Diệp Quân chen vào hỏi, ông mới nói nó không thể vỡ sao? Ông chủ cười đáp, chính xác. Diệp Quân, ta có thanh kiếm mệnh danh vô địch, ông muốn cá không? Ông chủ bày ra vẻ đề phòng, công tử à, người làm ăn ít nhiều gì cũng có chút phóng đại, đừng tưởng là thật chứ. Ông ta có lòng tin vào sản phẩm của mình nhưng đây là nơi đầm rồng hang hổ, còn chưa đến mức tin rằng hàng mình bán là vật quý nhất, vì vậy còn lâu mới chịu đánh cược. Tang Mi lại nói, viên đá rất đẹp, nhưng trong 7 sức mạnh đại đạo kia chỉ có một là đại viên mãn, 6 cái còn lại chỉ ở giai đoạn đầu, lại còn được hình thành từ ý chí của thần mà không phải tự tu luyện ra. Đại đạo kiểu này không có ý nghĩa. Ông chủ cả kinh, cô nương tinh mắt, thất lễ rồi. Tang Mi cười, ý tưởng của người này rất hay, dung hợp đại đạo của mình với thần vật để trở nên mạnh hơn, nếu thành công thì có thể tăng lên mấy lần. Nhưng rõ ràng là đã thất bại. Vì ngay cả đại đạo tự tu luyện ra cũng tràn đầy tỉ vết, không được hoàn chỉnh, nên dung hợp cũng thành vô nghĩa. Chưa kể đây là minh chứng cho việc người này đã đi nhầm đường, nguy hiểm vô cùng. Diệp Quân nhận ra sắc mặt ông chủ dần trở nên khó coi. Không cần nghĩ cũng biết ông ta chính là chủ nhân của viên đá. Một hồi sau, ông chủ bỗng thi lễ, đúng là gặp phải cao nhân. Cảm ơn tiền bối đã chỉ điểm. Tang Mi cười. Chỉ thuận miệng nói thôi. Rồi quay sang Diệp Quân, chúng ta đi. Hai người rời khỏi. Ông chủ kia chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không làm quen để tránh thất lễ. Chấm. Tang Mi dẫn Diệp Quân đi đến tầng cao nhất, cũng là đắt tiền nhất đại điện. Dọc đường đi, Diệp Quân cũng đã có chút hiểu biết về cấp bậc của thần vật. Trên đế khí là đạo khí, tức những thứ đã tự minh lập nên đại đạo, chứa ý chí đại đạo. Đạo khí giống như một phân thân được tạo thành khi dung hợp đại đạo của bản thân và thần vật và giao phó sinh mệnh cho nó. Đạo khí chính là thần vật của riêng bản thân. Nếu đưa cho người khác vậy thì đối phương sẽ sử dụng được sức mạnh đại đạo của ngươi. Nó chia làm 3 cấp là phổ thông, cực phẩm và truyền thuyết. Viên đá 7 màu kia là cấp thấp nhất, còn nếu 7 đại đạo bên trong đều do bản thân luyện ra và luyện tới viên mãn thì sẽ thành cực phẩm. Đạo khí cấp truyền thuyết thì khí linh bên trong cũng phải tới viên mãn, thật sự rất hiếm gặp.
Đại đạo viên mãn tương đương với cường giả có cánh thần màu vàng như Nam Tiêu, được xem như những người đứng đầu chúng thần vực. Trên đạo khí lại có mệnh khí, lại càng hiếm thấy. Chủ nhân của nó nhất định phải là mệnh thần tức cường giả thành thần mà không dựa vào ý chí của thần, hiếm gặp vô cùng, sau đó rèn luyện ra mệnh khí của bản thân. Diệp Quân nhận ra trang bị thật sự rất quan trọng ở chúng thần vực này. Cùng là mệnh thần nhưng có mệnh khí thì sẽ mạnh hơn rất nhiều, khi ấy có thể một mình đánh lại ba cường giả cùng cảnh giới, nếu có mệnh khí cực phẩm thì chọi năm cũng được. Có thể so sánh với cùng học 9 năm giáo dục bắt buộc như nhau, nhưng anh cầm dao, người ta chơi súng vậy. Trên mệnh khí lại có một thứ thần vật là thần linh khí. Nó là thần khí được thần linh phù hộ, đáng sợ nhất không phải là uy lực mà là thân phận của nó. Là hàng chính chủ đấy. Nó đại diện cho ý chí thần linh, đại biểu cho phía chính phủ. Có kiêu căng tới đâu thì có dám lên mặt với chính phủ không? Ở cuối cùng của vũ trụ vẫn là biên chế mà thôi. Diệp Quân lấy ấn thần linh ra, cô nương, nó có phải là thần linh khí không? Tang Mi, có đấy. Diệp Quân ngạc nhiên, có sao? Tang Mi gật đầu, ừm. Diệp Quân nuốt khan, vậy là... Ta đại diện cho ý chí của thần. Tang Mi liếc xéo hắn, ngươi nghĩ gì vậy? Khí linh bên trong mới đại diện, không phải ngươi. Diệp Quân, bên trong có khí linh đấy. Tang Mi, hàng giả. Tông Tín. Diệp Quân trợn mắt, cô không nói, ta không nói thì ai biết thật hay giả đâu. Tang Mi. Diệp Quân càng nghĩ càng thấy kế này khả thi. Chỉ cần hắn không nói. Tang Mi cũng không nói thì ai biết cái ấn này là giả đâu. Tang Mi cong môi, tuy nói là vậy nhưng làm vậy là nguy hiểm đấy. Diệp Quân, vì sao lại thế? Tang Mi, chẳng lẽ ngươi không biết chúng thần điện khảo nghiệm thần linh? Diệp Quân hỏi lại, khảo nghiệm thần linh? Tang Mi gật đầu, là một cách kiểm tra. Nếu họ không làm thì thôi, nhưng đã làm thì cái vị đang nấp trong người ngươi tuyệt đối không thể thông qua. Đã vậy bản thân ông ta còn là người tiết độc, bị bóc ra thì to chuyện. Diệp Quân sụ mặt. Tang Mi lại nói, nhưng cũng không phải không có cách. Thấy Diệp Quân nhướng mày, cô ta cười, chỉ cần được thần linh công nhận thì cái ấn có giả cũng sẽ thành thật thôi. Diệp Quân, phải làm sao mới được công nhận? Tang Mi chớp mắt, cái này thì ta không biết rồi, ngươi thử hỏi anh bạn Nam Tiêu của ngươi xem. Diệp Quân đành lắc đầu cười. Nhìn ấn thần linh mà thầm tiếc rằng không thể dùng nó để lên mặt. Hai người đặt chân lên tầng tháp cao nhất. Cách bài trí thay đổi rất nhiều, lại chỉ có một cửa hàng ở đây. Bảng hiệu chỉ ghi, Quân gia. Hiển nhiên là cửa hàng của nhà họ Quân, là nơi để họ thể hiện, mà đương nhiên cũng có thần vật trấn tiệm bên trong. Bỗng một cô gái dung mạo thanh tú xuất hiện, mỉm cười hỏi, hai vị có hẹn trước không ạ? Diệp Quân hỏi lại. Hẹn trước. Cô gái lịch sự đáp, vâng, phải hẹn trước mới có thể vào tiệm. Thấy Diệp Quân nhìn sang, Tang Mi nhún vai, ta có biết đâu. Cô gái lại hỏi, hai vị có muốn đặt hẹn không ạ? Diệp Quân, hẹn rồi bao lâu mới đến lượt? Cô gái, thông thường thì khoảng một tháng sau đó. Diệp Quân bất đắc dĩ hỏi Tang Mi, cô muốn hẹn không? Hắn đã có tiểu tháp và kiếm thanh huyền nên những thứ khác khó mà lọt vào mắt hắn. Tang Mi lại hỏi, muốn đặt hẹn thì có cần điều kiện gì không? Cô gái, phải chứng minh có 100 triệu chân linh tinh. Hai người. Cô gái thấy vẻ mặt họ như vậy thì hiểu ra vấn đề, nhưng cũng không xem thường hay chế giễu mà vẫn duy trì nụ cười phải phép. Tang Mi lại thăm dò, không có tiền thì có vào được không? Cô gái chần chừ một hồi. Thật xin lỗi, đây là quy định phía trên đưa ra. Tang Mi đành cười trừ, thế thì thôi. Rồi nói với Diệp Quân, chúng ta đi. Hắn gật đầu, nhưng chưa kịp nhấc chân thì nghe một giọng nói vang lên, hai vị xin chậm đã. Bọn họ nhìn thấy một thanh niên đang đi đến. Diệp Quân ngạc nhiên khi nhận ra đây chính là người áo trắng ngự không bên ngoài khi nãy. Cô gái kia cung kính thi lễ, Tam công tử. Người thanh niên gật đầu rồi cười nói với Tang Mi và Diệp Quân, tại hạ Quân Bất Khí của nhà họ Quân, nếu hai vị muốn vào tiệm xem qua thì xin mời. Diệp Quân, Quân huynh biết chúng ta à? Quân Bất Khí lắc đầu, không,
nhưng ta thấy hai vị khí độ bất phàm, tuyệt đối không phải tầm thường nên muốn kết thiện duyên. Vô cùng trực tiếp. Diệp Quân và Tang Mi nhìn nhau cười, vậy thì xin làm phiền huynh. Quân Bất Khí đáp, mời. Y dẫn hai người đi vào, bên trong tiệm chỉ có hai kệ chứa đồ, mỗi kệ chỉ bày một món. Chúng là thần vật, lại còn là đạo khí trong truyền thuyết. Một món là thanh trường thường toàn thân lập lòe ánh sét, món còn lại là cây trường châm màu tím trông tầm thường vô cùng. Quân Bất Khí giải thích, trường thương này là lôi long thương, tạo thành từ trái tim lôi long của Văn Minh Thị Long, có thuộc tính sấm sét hủy thiên diệt địa. Cây châm kia là đạo tâm châm, do một thợ rèn chứ danh dùng thần chủng hoàng kim rèn ra. Lại thấy hai người kia không hề dao động, trong lòng y thoáng kinh ngạc. Tang Mi hỏi, còn thứ gì lợi hại hơn không? Quân Bất Khí gật đầu, bảo vật trấn tiệm của chúng ta, một món mệnh khí. Tang Mi, chúng ta xem qua được không? Quân Bất Khí cười khổ, có lẽ hơi khó, cô nương à. Không giấu gì hai vị, thứ ấy không thể tùy tiện mang ra, trừ khi có khách quý cực kỳ đến. Tang Mi gật đầu, hiểu rồi. Rồi quay sang Diệp Quân, chúng ta đi thôi. Nhưng, Quân Bất Khí cười rộ lên, nếu cô nương muốn xem thì ta vẫn có cách. Đều là đàn ông với nhau nên Diệp Quân biết rõ y có ý gì, bèn ngậm miệng không nói. Tang Mi từ khí chất đến dung mạo đều thuộc cấp tuyệt đỉnh nhân gian, y có suy nghĩ vậy cũng là thường. Tang Mi cười hỏi lại, ta muốn thì sẽ có cách. Quân Bất Khí gật đầu, ra vẻ chần chừ, tuy không hợp quy củ nhưng cô nương tựa như thiên tiên, có chịu phạt vì phá lệ cho cô cũng không thành vấn đề. Tang Mi mỉm cười, nếu hợp quy củ thì ta xem, còn nếu không thì chẳng phải ta lại nợ ngươi một ân tình sao? Quân Bất Khí khoát tay liên tục, cô nương chớ đùa như vậy, chỉ xem đồ thôi thì ân tình gì ở đây, quá khách sáo rồi. Không giấu gì cô, ta chỉ muốn làm quen với cô thôi, hy vọng cô nương không cho rằng ta có ý đồ xấu. Tang Mi hỏi Diệp Quân, cái này gọi là tán tỉnh à? Diệp Quân ngẩn ra rồi liên tục lắc đầu, không, ta không biết. Tiểu Tháp, Tang Mi tròn mắt, thế ngươi làm sao mà mất nguyên dương? Diệp Quân phải vắt óc suy nghĩ, ta bị mấy nàng ấy tán đổ. Tông Tín. Tang Mi che miệng cười rộ lên, nói với Quân Bất Khí, công tử đã có lòng thì ta xin nhận. Rồi nói với Diệp Quân, đi thôi. Hắn gật đầu. Bỗng nghe Quân Bất Khí lên tiếng, cô nương hiểu lầm rồi, ta thật sự không có ý gì khác, chỉ muốn. Tang Mi ngắt lời y, chúng ta đều trưởng thành cả rồi, ai cũng biết ta nhận lời mời đi xem thần khí có nghĩa là gì. Ta không có hứng thú với công tử, đừng phí tâm nữa. Rồi lại reo lên, đi thôi tiểu kiếm tu. Diệp Quân gật đầu. Hai người rời khỏi tiệm. Quân Bất Khí nhìn theo, cong môi thì thầm, đúng là quá thú vị. Đoạn gọi cô gái bên cạnh, tiểu U, giúp ta việc này. Cô gái hảo tâm nhắc nhở, công tử, hai người kia không đơn giản đâu. Ta không nhìn thấu cô gái kia, nhưng thanh niên kia là kiếm tu, lại còn không hề kinh ngạc khi nhìn thấy hai thần vật, e rằng lai lịch bất phàm. Quân Bất Khí bật cười, ta cứ cầm người yêu hắn ngay trước mặt mà hắn không dám rên một tiếng, chứng tỏ chỉ là hạng nhát cái, có chống lưng thì cũng là hạng tầm phào, không đáng bận tâm. Đi đi. Cô gái bèn không nói gì nữa, thi lễ rồi lui xuống. Chấm. Đang đi trong khu mua sắm, Tang Mi chợt hỏi, tiểu kiếm tu ngươi có bao nhiêu cô vợ? Diệp Quân, cô nương hỏi để làm chi? Tang Mi, ta tò mò. Diệp Quân, ta chưa đếm bao giờ. Tang Mi giơ ngón cái, ghê gớm. Diệp Quân cười, cô thật sự không có hứng thú với vị công tử kia. Tang Mi hỏi lại, vì sao phải có hứng thú? Diệp Quân im luôn. Tang Mi, người thấy y phong độ, thân phận cao quý, lại có thủ đoạn nên con gái sẽ thích chứ gì? Diệp Quân, không, ta chỉ tò mò mà thôi. Tang Mi mỉm cười, ai nấy đều cho rằng đàn ông đẹp trai, có tiền còn biết chiều lòng phụ nữ thì ai được hắn theo đuổi đều sẽ siêu lòng. Đây cũng là một tính chất văn hóa, giống với quan niệm, có tiền thì rắm cũng thơm. Diệp Quân ngoái lại, nghe cô ta nói tiếp, nhưng con gái phải làm rõ một điều. Một người đàn ông theo đuổi mình vì nhan sắc hay tính cách, hay chỉ muốn chinh phục cô ta để thể hiện.
Diệp Quân hỏi lại, thể hiện. Tang Mi, đàn ông có thành tựu nhất định sẽ vô thức thể hiện ra trước mặt phụ nữ, dùng tiền tài đập vỡ tam quan phụ nữ để thỏa mãn cảm giác hư vinh trong nội tâm. Hạng đàn ông này không thỏa mãn với việc lên giường mà tự cho mình là thợ săn, xem phụ nữ là con mồi. Chúng sử dụng thủ đoạn như tiền tài để thay đổi tam quan phụ nữ, hạ thấp quan niệm đạo đức của cô ta, đưa cô ta đến một vị trí trước đây cô ta không thuộc về, hưởng thụ cảm giác được cô ta sùng bái sau khi bị chinh phục. Diệp Quân nhíu mày thật sâu. Tang Mi cười, phụ nữ là sinh vật cảm tính, dù biết đàn ông có ý đồ gì nhưng vẫn ôm ảo tưởng trong lòng, mình lên giường với anh ta không phải vì tiền mà vì mình thật sự thích anh ta. Diệp Quân nói ngay, chuyện cá nhân, người ngoài khó mà bình phẩm. Tang Mi lắc đầu, không, đây là một vấn đề xã hội. Trong một xã hội mà phụ nữ chỉ xem trọng tiền bạc và vật chất thì nó đã biến chất. Bởi vì quan niệm đạo đức của cô ta đã không còn hiện hữu, có thể vì tiền mà làm ra những chuyện không tưởng tượng nổi. Đàn ông cũng vậy, nếu cho rằng có tiền là có thể bắt phụ nữ làm gì cũng được thì sẽ vì tiền mà không từ thủ đoạn. Đạo đức, tôn nghiêm, tín ngưỡng, nhân phẩm đều không lọt vào mắt chúng. Cô ta nhìn Diệp Quân, nòng cốt tinh thần của một nền văn minh là gì? Là đàn ông và phụ nữ. Nếu đàn ông không biết tranh đấu, không biết tích chữ, phụ nữ không biết xấu hổ, không còn đạo đức thì văn minh không thể tồn tại lâu dài. Muốn thành lập trật tự mới, ngươi không thể chỉ chú ý đến vũ trụ mà cũng nên quan tâm đến vấn đề xã hội nữa. Diệp Quân thì thầm, quả thật là ta quên mất. Tang Mi, ngươi còn trẻ, đường còn dài, không cần vội. Diệp Quân hỏi, cô đang giúp ta hoàn thiện trật tự sao? Có à? Tang Mi chớp mắt, đâu có. Diệp Quân chỉ lẳng lặng nhìn lại. Tang Mi quay đầu chớp mắt vài cái, đoạn mỉm cười, người nghĩ nhiều rồi. Toàn là mấy thứ linh tinh lang tang gì đó, ta buột miệng nói mà thôi. Diệp Quân rơi vào im lặng. Tang Mi tiếp tục, nhưng như đã nói, nếu có một ngày kiếm đạo của ngươi xuất hiện tính chúng sinh thì đúng là lợi hại. Diệp Quân, tính chúng sinh. Tang Mi, nhân gian bách thái, chúng sinh vạn tượng. Cô của ngươi hẳn cũng đã đạt tới. Diệp Quân giật mình, cô chưa từng gặp cô ta, làm sao lại? Tang Mi cười, kiếm của ngươi là kiếm đạo mà cô ta từng đi qua đấy, cứ từ từ mà lĩnh ngộ đi. Diệp Quân nhìn cô ta không chớp mắt, nếu cô và cô ta giao thủ thì sẽ có mấy phần thắng. Hắn quyết định thăm dò. Tang Mi đáp theo bản năng, vậy thì phải xem cô ta phá bao nhiêu vòng. Bỗng cô ta ngẩng phát đầu lên, nhìn vào khoảng không vô tận. Thấy một người phụ nữ trong tà váy trắng dừng lại, chậm rãi quay đầu. Trong tinh không, người phụ nữ váy trắng cách tinh hà vô tận nhìn Tang Mi, sau đó xoay người đi về phía xa. Còn có một người đàn ông áo trắng ở bên cạnh bà ấy. Người đàn ông áo trắng cũng quay lại nhìn, sau đó cười nói, cô nương này là một người rất lợi hại. Người phụ nữ váy trắng không nói gì. Người đàn ông áo trắng quay sang nhìn người phụ nữ váy trắng. Thanh Nhi, muội thấy sao? Người phụ nữ váy trắng nói, ca, huynh nói cái gì cũng đúng. Người đàn ông áo trắng bật cười, sau đó nói, lần đầu nhìn thấy người có thể kiềm chế bản thân, người như vậy là một kẻ tàn nhẫn. Người phụ nữ váy trắng không nói gì. Người đàn ông áo trắng nói, Thanh Nhi, muội đừng thế. Làm thế ta hệt như kẻ ngốc, nói gì cũng được. Người phụ nữ váy trắng bình tĩnh nói. Nói dối thì không muốn, nói thật lại sợ làm hại đến huynh. Người đàn ông áo trắng. Người phụ nữ váy trắng nói, cô ta đến giết Tiểu Quân. Người đàn ông áo trắng híp mắt. Người phụ nữ váy trắng nhìn ông ấy, dịu giọng nhắc, ràng buộc trật tự bằng trật tự. Người đàn ông áo trắng sửng sốt, sau đó quay đi khẽ nói, thì ra là thế, cô nương này thật sự có sáng tạo. Phải xem Tiểu Quân nhà chúng ta có xứng đáng với người khác hay không. Người phụ nữ váy trắng gật đầu. Người đàn ông áo trắng nói, có thể đánh bại được chủ nhân bút đại đạo. Thì phải xem bản thân ông ta. Nói rồi ông ấy nhìn người phụ nữ váy trắng, Thanh Nhi, huynh phá được bao nhiêu vòng. Người phụ nữ váy trắng nói, không hỏi, có thể không. Người đàn ông áo trắng khó hiểu, tại sao. Người phụ nữ váy trắng nói, sợ làm huynh sốc. Người đàn ông áo trắng. Một lúc sau, người đàn ông áo trắng lại nói, Thanh Nhi,
muội để lại một tia kiếm khó cho người đó. Người phụ nữ váy trắng nói, đó là một bài khảo sát. Ta hiểu rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 162.